Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 179. Thi triển hư không bộ có thể di chuyển trong thời gian ngắn, xuyên tường chui vào đất, xuyên qua đất, bay trên không. Giây tiếp theo, Ngô Bình đã biến mất, sau đó xuất hiện sau lưng Chu Kỳ Phu. Chu Kỳ Phu cứng đờ người, ông ta chậm rãi quay người, ánh mắt tràn đầy vui mừng và kinh ngạc, sau đó cười lớn ha ha, tốt lắm. Hư không bộ này của cậu dùng còn cao minh hơn tôi nữa. Sau đó Ngô Bình lại chập ngón trỏ và ngón cái với nhau, khẽ búng tay, âm thanh vang vọng, một tia chớp nổ tung trên không mấy trăm mét, phát ra âm thanh vang dội. Bí kỹ này là đàn chỉ kinh lôi. Hay lắm, mắt Chu Kỳ Phu sáng rực. Sau đó Ngô Bình chắp hai tay, giữa hai bàn tay xuất hiện một trận bàn khổng lồ, mau chóng bành trướng, trong đó hiện rõ bốn bóng người. Lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Đây là bí kỹ thứ ba, tư tượng hộ vệ. Nhìn thấy vậy, Chu Kỳ Phi cười không khép được miệng, ông ta vui mừng vỗ vai Ngô Bình nói, đứa trẻ giỏi, cậu thông minh lắm. Kể từ bây giờ, cậu chính là đệ tử chính thức của Liên Sơn Tông chúng ta. Hơn nữa không bao lâu nữa, cậu sẽ trở thành đệ tử tinh anh. Ngô Bình cười nói, tiền bối, vậy tôi có cần bái sư không? Mắt Chu Kỳ Phi sáng lên, nói tạm thời cậu không cần bái sư, đợi đến Liên Sơn Tông rồi nói tiếp. Ngô Bình, tiền bối, hiện tại tôi có thể dùng thân phận đệ tử của Liên Sơn Tông không? Chu Kỳ Phu cười nói, đương nhiên có thể, cậu cứ nói với bên ngoài, cậu là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông. Ở Liên Sơn Tông, đệ tử chân truyền chỉ có mấy trăm người thôi. Ông ta vừa nói vừa cầm một chiếc huy chương màu vàng xanh đưa cho Ngô Bình và nói, huy chương là một pháp khí chứa đồ đơn giản, bên trong có một số thứ đệ tử chân truyền dùng. Cậu cũng có thể cất đồ của mình vào trong. Ngô Bình nhận lấy huy chương, mắt sáng rỡ, nói, nó còn có thể chứa đồ sao? Chu Kỳ Phu nói, đây chỉ là những thứ bây giờ có thể đưa cho cậu, đợi sau này cậu đến Liên Sơn Tông thì sẽ có thể lấy được nhiều tài nguyên hơn nữa. Ngô Bình, cảm ơn tiền bối. Chu Kỳ Phu, sau này mọi người đều là đồng môn, cứ gọi tôi là ông Chu được rồi. Ngô Bình gật đầu, ông Chu. Ngô Bình cầm huy chương, gọi điện thoại cho Nghiêm Lãnh Thạch, hỏi chuyện của nhà họ Vương. Trong điện thoại, Nghiêm Lãnh Thạch nói với giọng rất nhẹ nhàng, cậu chủ, nhà họ Trương hành động nhanh như chớp khiến nhà họ Vương không kịp phản ứng là đã bị tiêu diệt. Nhà họ Vương bị cháy lớn. Ngoài Vương Truyền Phong ra thì tất cả những nhân vật quan trọng đều bị chết cháy hết. Ngô Bình hơi bất ngờ, không ngờ nhà họ Trương lại tàn nhẫn đến thế. Nghiêm Lãnh Thạch, sau này địa bàn của nhà họ Vương đều thuộc về cậu chủ hết. Ngô Bình, nếu mọi thứ đều thuận lợi thì tối nay tôi sẽ không qua đó nữa. Sau đó cậu liên lạc với Đào Thành rồi gọi xe đến chỗ ở của dì út Đào Thành. Chỗ Đào Thành ở nằm ở một khu dân cư cao cấp. Phòng ốc không quá lớn nhưng trang trí rất tinh tế. Lúc này Đào Thành đang ở nhà một mình, thấy Ngô Bình quay lại thì cười, hỏi anh xử lý xong việc rồi à? Ngô Bình, giải quyết xong rồi, cậu chỉ có một mình sao? Dì út cậu đâu? Đào Thành, dì út tôi tan ca trễ, hôm nào cũng 1-2 giờ sáng mới về nhà. Ngô Bình, ca đêm hả? Cô ấy làm nghề gì? Đào Thành, dì út tôi đi hát ở quán bar. Tối nào cũng phải đi hát ở rất nhiều quán. Ngô Bình, thì ra là ca sĩ à, đi hát có kiếm được nhiều tiền không? Đào Thành, dì út của tôi khá nổi tiếng trong giới, mỗi tháng có thể kiếm được mấy chục nghìn. Hai người họ ngồi ở phòng khách, Ngô Bình nói tào lao vài câu rồi truyền lại Liên Sơn quyết mình lĩnh hội được cho Đào Thành. Đào Thành nghe nói cậu đã gia nhập Liên Sơn Tông thì nói với vẻ ngưỡng mộ, đại ca. Sau này tôi cũng tham gia. Ngô Bình gật đầu, được. Sau đó cậu hỏi, Thành Tử, sau này cậu có dự định gì? Có tiếp tục đi học nữa không? Đào Thành lắc đầu, tạm thời chưa có dự định gì, đợi thi đại học xong rồi tính. Ngô Bình, cũng đúng, thật ra đến trình độ như tôi với cậu thì việc học đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Đào Thành cười gượng, nếu tôi không đi học nữa thì bố tôi sẽ đánh gãy chân tôi mất. Bố của Đào Thành là một thầy giáo cấp 1, rất nghiêm khắc với cậu ta, Đào Thành rất sợ ông ấy. Ngô Bình, vậy thì đi học tiếp thôi.
Hai người giao lưu cách tu hành, chớp mắt đã đến 1 giờ sáng. Ngô Bình vào phòng ngủ để ngủ. Đến 1 rưỡi sáng, cậu đang sâu giấc thì nghe thấy có người mở cửa, sau đó thì có tiếng bước chân từ phòng khách truyền vào. Cậu nghĩ chắc là dì út của Đào Thành về nên cũng không để tâm. Nhưng sau đó cậu mở mắt, vì cậu nghe thấy đối phương đang đi về phía phòng mình. Sau đó, cửa được mở ra, một cô gái nồng nặc mùi rượu ngã lên giường. Ngô Bình vừa ngồi dậy thì đã bị cô ta đè lên người. Ngô Bình vội đẩy cô ta ra rồi chạy nhanh về phía cửa. Đào Thành chạy qua, nhìn thấy cảnh đó thì hơi bối rối, nói, ngại quá, đại ca, dì út tôi hay uống say lắm. Ngô Bình, chẳng phải cô ấy đi hát sao? Sao lại còn uống rượu? Đào Thành, hết cách rồi, dì ấy hay gặp phải mấy khách nghe dì hát xong thì sẽ mời uống rượu, dì ngại từ chối nên rất thường uống say. Ngô Bình, uống tới mức này mà cũng về nhà được, lợi hại thật. Đào Thành, đại ca, để đó cho tôi, anh đi nghỉ đi. Ngô Bình, bỏ đi, để cô ấy ngủ ở đây, tôi lên sân thượng ngồi thiền. Đến tầm 4 giờ sáng, Ngô Bình đang ngồi thiền trên sân thượng thì bỗng mở mắt, cậu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng ở cách đó không xa, hằm hằm nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe. Cậu là ai? Cô ta hỏi, tóc tai rối bời, mùi rượu đã phai đi rất nhiều. Ngô Bình, tôi là bạn của Đào Thành. Cô gái có khuôn mặt dài nhỏ, thân hình rất đẹp, cô ta vào đầu, miệng lẩm bẩm vài câu rồi quay về nghỉ ngơi. Có vẻ như không quan tâm lắm đến người lạ như Ngô Bình. Sáng hôm sau, Đào Thành ra ngoài mua thức ăn sáng. Lúc ăn sáng, cậu ta cũng không gọi dì út, Ngô Bình hỏi, dì út cậu không ăn sao? Đào Thành, dì ấy sẽ ngủ đến 12 giờ trưa, không cần lo cho dì ấy đâu. Nhưng Đào Thành vừa dứt lời thì dì út của cậu ta đã đẩy cửa bước ra, cô ta dụi mắt, nhìn Ngô Bình chằm chằm rồi hỏi, nhóc cháu. Tối qua cậu không lợi dụng tôi say rồi sàm sỡ đấy chứ. Ngô Bình, yên tâm đi dì, cô là bề trên của tôi. Cô gái ngây ra rồi hầm hầm nói, không được gọi tôi là dì. Đào Thành liền nhét thức ăn vào miệng, Ngô Bình thì gật đầu mạnh, vâng, dì út. Cô gái nghe cậu gọi mình là dì út thì không nói thêm gì nữa, cô ta đi rửa mặt rồi thay bộ quần áo ở nhà, sau đó ngồi vào ăn sáng. Cô ta rất xinh đẹp, Ngô Bình vừa ăn vừa liếc nhìn cô ta. Cô gái hỏi, Tiểu Thành, bạn thế nào của cháu thế? Đào Thành liền nói, dì út, anh ấy tên Ngô Bình, là bạn cùng trường của cháu, đạt giải nhất toàn thành phố đấy, chơi bóng rổ hay lắm, là thần tượng của tất cả nữ sinh của trường cháu. Sau đó cậu ta lại giới thiệu cô gái, đại ca, đây là dì út tôi Lam Linh, ca sĩ nổi tiếng. Lam Linh chỉ ăn một chút rồi nói, Tiểu Thành, ăn xong thì đến sở quản lý nhà đất với dì chuyển nhà cho cháu đứng tên. Đào Thành giật mình, dì út, tại sao phải sang tên cho cháu? Có chuyện gì rồi à? Lam Linh bình thản nói, không có gì, dì muốn mua thêm một căn nhà nữa. Nhưng người ở đây chỉ có thể mua được một căn, chẳng phải cháu có hộ khẩu ở tỉnh sao? Vì vậy dì mới tạm thời chuyển tên nhà cho cháu. Đào Thành thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên sẽ không tin lời của cô ta. Cậu ta nhìn Lam Linh chằm chằm, nói, dì út, dì không lừa được cháu đâu. Nói đi, đã có chuyện gì rồi? Lam Linh hơi ngây ra, nói, tối qua dì đã đánh người không nên đánh, nếu không ngoài dự đoán thì đối phương sẽ kiện dì đến phá sản. Đào Thành hỏi, là ai? Tại sao dì út lại đánh người ta? Lam Linh nhìn Đào Thành. Hỏi, còn nhớ năm ngoái gì tham gia cuộc thi ca sĩ Giang Nam không? Đào Thành gật đầu, nhớ chứ, nếu không phải vì mấy giám khảo đó cố tình loại gì thì nhất định gì sẽ giành quán quân. Lam Linh gật đầu, lúc đó một người bạn tốt của dì cùng dì tham gia cuộc thi, tên cô ấy là Hàn Vũ Linh. Dì bị loại còn cô ấy thì giành được quán quân, tiền tài danh vọng đều có hết. Đào Thành, dì út, chắc không phải người dì đánh là Hàn Vũ Linh đấy chứ. Lam Linh, đúng vậy, hơn nữa gì còn đánh gãy sống mũi của cô ta. Đào Thành cười đau khổ, Hàn Vũ Linh gần đây rất hot, sao gì lại đánh cô ta? Lam Linh nhìn vào không khí, nói với ánh mắt đầy giận dữ, tối qua cô ta đến quán ba tìm gì, nói rất nhiều,
còn bảo là cô ta cố tình nhờ các giám khảo loại gì. Vì cô ta cảm thấy gì là ứng viên duy nhất có thể uy hiếp cô ta. Nếu như không loại gì thì chắc chắn gì sẽ giành được giải nhất. Đào Thành, vì vậy gì đã đánh cô ta sao? Lam Linh gật đầu, bây giờ cô ta có danh có tiền, gì không chỉ phải ngồi tù mà còn phải bồi thường cho cô ta một khoản tiền lớn. Đào Thành nghe xong thì nói, không cần, chuyện nhỏ này cứ tìm đại ca của cháu. Cậu ta nói xong thì nhìn sang Ngô Bình. Lam Linh ngây ra, cậu ta. Đào Thành, đại ca của cháu rất lợi hại, dì út cứ yên tâm đi. Vẻ mặt Lam Linh không tin, trong mắt cô ta, Ngô Bình cũng giống với Đào Thành, chẳng qua chỉ là học sinh cấp 3 thôi, có thể giỏi giang cỡ nào chứ. Thế nhưng, lời của Ngô Bình lại khiến cô ta ngây người. Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Hàn Vũ Linh này có thân phận thế nào? Lam Linh, từng nghe cô ta kể rằng cha cô ta làm bí thư tại Bộ Tư lệnh của tỉnh. Ngô Bình, vậy thì dễ rồi. Cậu cầm điện thoại, gọi điện cho ông Thạch. Ông Thạch kia đã khôi phục hoàn toàn, trong lòng rất cảm kích với Ngô Bình. Thấy cậu gọi đến thì vội vàng khách sáo nói, thần y Ngô, cậu tìm tôi à? Ngô Bình, ông Thạch, có chuyện này cần ông giúp. Sau đó kể lại đơn giản mọi chuyện lại một lần. Ông Thạch nghe xong lập tức nói, thần y Ngô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này. Ngô Bình vừa cúp điện thoại, chuông cửa đã vang lên, mở cửa ra thì thấy một nhóm cảnh sát đứng ngoài cửa, người đứng đầu thô lỗ, lớn tiếng hỏi, ai là Lam Linh? Nhìn thấy bọn họ, Lam Linh đã biết là đến bắt mình, cô ta lạnh nhạt nói, là tôi. Mấy người họ lấy còng tay ra, muốn dẫn Lam Linh đi thì Ngô Bình nói, các anh đợi một lúc đã. Người kia trừng mắt nhìn Ngô Bình, thế nào, cậu dám cản trở chúng tôi thi hành công vụ sao? Ngô Bình không nói gì, anh cầm một cái nĩa trên bàn, nhẹ nhàng ném đi, cái nĩa bay xa mười mấy mét, ghim vào tường gạch. Chuyện đáng sợ chính là cái nĩa đã ghim sâu tới mức không thấy phần tay cầm đâu, chỉ để lộ một điểm rất nhỏ. Chuyện này không khỏi khiến mọi người liên tưởng, nếu nĩa này bay về phía bọn họ, thì sợ rằng não đã bị đâm xuyên qua rồi. Tên cảnh sát kiêu căng kia định thần lại, anh ta khẽ hừ một tiếng, đợi một lát cũng được. Nhưng mà, người phải bị dẫn đi. Chưa đến 5 phút sau, tên cảnh sát dẫn đầu đã nhận được điện thoại, nghe điện thoại anh ta lập tức đứng thẳng người, nói, vâng, vâng, tôi hiểu, tôi lập tức rút lui. Cúp điện thoại, anh ta kính cẩn nói với Ngô Bình, xin lỗi, chúng tôi đến nhầm nhà. Làm phiền rồi, làm phiền rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói rồi, nhóm người lại rút quân, tự động đóng cửa lại. Lam Linh đã chuẩn bị tinh thần sẽ ngồi tù, không ngờ người đến bắt cô ta lại trực tiếp rời đi, cô ta có chút kinh ngạc, hỏi Tiểu Thành, chuyện gì vậy? Đào Thành, cháu nói rồi, đại ca cháu rất lợi hại. Vì vậy cô ta nhìn Ngô Bình, cậu cười nói, dì út, tôi quen một người bạn làm cảnh sát ở tỉnh Thành. Tôi đã gọi chào hỏi với ông ấy, chuyện của gì cũng không lớn. Quả nhiên, lại qua mấy phút, Hàn Vũ Linh kia lại gọi điện cho Lam Linh, trong điện thoại chỉ toàn là lời xin lỗi Lam Linh, còn hối hận nói lúc đầu cô ta không nên đối xử với cô ta như vậy. Cúp điện thoại, Lam Linh cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Hiện tại không những không cần ngồi tù và đền bù bồi thường, thậm chí còn nhận được lời xin lỗi đến muộn. Ngô Bình đã ăn xong bữa sáng. Cậu nhìn đồng hồ nói, Thành Tử, dì út, tôi còn có chuyện, đi trước đây. Lam Linh ném một chiếc chìa khóa cho Ngô Bình nói, lái xe gì đi. Ngô Bình cười nhận lấy, cảm ơn dì út. Tìm được xe dưới lầu, Ngô Bình lái xe rời khỏi khu dân cư. Trên đường đi, cậu liên lạc với Cổ Thanh Liên, hỏi cậu Tô kia đến rồi chứ. Cổ Thanh Liên, sắp đến rồi, cả nhà họ Cổ đang chuẩn bị đón anh ta. Ngô Bình, gửi địa chỉ cho tôi đến tìm chị. Tuy Cổ Thanh Liên cảm thấy Ngô Bình đến vào lúc này không đúng lắm, nhưng suy nghĩ một lát, cô ta vẫn gửi địa chỉ cho Ngô Bình. Trước cửa nhà lớn nhà họ Cổ, mấy nhân vật cốt cán của nhà họ Cổ đều có mặt, bọn họ đang mong ngóng nhìn con đường lớn trước cửa, hy vọng cậu Tô kia có thể mau chóng xuất hiện. Ngay lúc này, một chiếc xe màu đỏ chạy đến, trực tiếp dừng trước cửa. Cửa xe mở ra, Ngô Bình bước xuống từ trên xe.
Nhìn thấy cậu, Cổ Hồng Ngọc trong đám người vừa kinh ngạc vừa tức giận, hung hăng nói, nhóc con, cậu còn dám đến nhà họ Cổ làm loạn, to gan lắm. Cổ Thanh Liên ngây người, cô ta lo lắng chạy tới, thấp giọng nói, em trai, mau qua đây, đừng đứng đây. Cô ta muốn kéo Ngô Bình vào trong góc để tránh bị người trong tộc nhắm vào. Nhưng lúc này, một cô gái trông rất xinh đẹp đi ra, tuổi chạc với Cổ Thanh Liên, chỉ là vẻ ngoài kém hơn Cổ Thanh Liên một bậc. Thanh Liên, đây là bạn trai em sao? Cái khác thì chị không nói chứ cũng rất xứng với em đấy, cô gái kia khịa. Cô gái này là chị họ của Cổ Thanh Liên, thật ra cô ta muốn trở thành người được gả cho cậu Tô, nên trong lòng vô cùng ghen ghét Cổ Thanh Liên. Cổ Thanh Liên nghe thấy giọng điệu châm chọc của cô ta, lạnh nhạt nói, nếu chị muốn thì em có thể đưa cơ hội này cho chị. Cổ Hồng Ngọc tức giận nói, Thanh Liên, cháu đang nói gì đó. Cậu Tô chỉ đích danh, nói muốn cưới cháu, chúng ta sao có thể tùy tiện đổi người. Cô gái kia càng căm hận trong lòng, nói, nếu để cậu Tô biết được Cổ Thanh Liên không biết tự trọng, qua lại với người đàn ông khác, chỉ sợ sẽ nổi giận với nhà họ Cổ mà thôi. Cổ Thanh Liên tức giận nói, Cổ Minh Châu, chị đừng có nói bậy bạ. Cổ Minh Châu cười lạnh, Cổ Thanh Liên, cô đừng có giả vờ thanh thuần. Hai người các cô, sợ là đã tỏ te tú tí từ lâu rồi nhỉ. Ha ha, thân thể cô bẩn thỉu, cậu Tô chắc chắn sẽ không cần loại con gái không sạch sẽ như cô. Cổ Thanh Liên chợt động lòng, cô ta nghiến răng, dứt khoát nói, không sai, chúng tôi đã hẹn hò với nhau. Người nhà họ Cổ nghe vậy đều kinh ngạc, một ông lão tức giận nói, Cổ Thanh Liên, cô to gan lắm. Thanh Liên, con thật khiến cha thất vọng, cha Cổ Thanh Liên, một người đàn ông trung niên không ngừng lắc đầu. Cổ Hồng Ngọc tức giận hơn ai hết, vẻ mặt bà ta đầy sát ý, người đi về phía Ngô Bình. Ngô Bình không sợ không hoảng lấy huy hiệu Liên Sơn Tông ra, huy hiệu này giống như một chiếc nhẫn, có thể đeo lên ngón cái. Khi cậu lấy huy hiệu ra, vẻ mặt Cổ Hồng Ngọc cứng đờ, cũng dừng bước, nhìn chằm chằm huy hiệu. Cổ Thanh Liên cũng là người có hiểu biết, cô ta kinh ngạc hô lên, em trai, cậu đây là pháp khí chứa đồ sao? Ngô Bình cười nói, chị à, tôi là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông. Tôi đã nói là muốn giúp chị giải quyết rắc rối, bây giờ tôi đến rồi đây. Cổ Thanh Liên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cậu, sao cậu làm được vậy? Vẻ mặt Cổ Hồng Ngọc kỳ diệu hết sức, bà ta do dự vài giây, tiến lên hành lễ với Ngô Bình, Cổ Hồng Ngọc, bái kiến công tử. Ngô Bình xoay tay, ngắm nghía huy hiệu bên trên, hỏi, chắc hẳn mọi người cũng nghe nói đến Liên Sơn Tông rồi chứ? Cổ Hồng Ngọc, Liên Sơn Tông là tông lớn nhất phẩm, đương nhiên chúng tôi cũng biết. Ngô Bình ừ một tiếng, tôi đây đến nhà họ Cổ các người có chào đón không? Ông lão trước đó đấm ngực dậm chân lập tức cười nói tiến lên chào đón chứ, nhà họ Cổ chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh công tử đại giá quang lâm. Cổ Minh Châu kia đảo mắt, cười cười tiến lên, công tử, tôi là Cổ Minh Châu, bái kiến công tử. Ngô Bình nhìn cô ta cười nói, mắt của cô không tệ, biết tôi với Thanh Liên xứng đôi. Cổ Minh Châu khổ sở trong lòng, nếu cô ta biết được thân phận Ngô Bình thì có đánh chết cô ta cũng sẽ không nói mấy lời như vậy rồi. Lúc này, một bóng người từ trên trời đáp xuống, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi xuất hiện. Ngô Bình từng thấy hình người này trên điện thoại, chính là cậu Tô kia. Vẻ mặt cậu Tô vốn dĩ kiêu ngạo, nhưng khi anh ta nhìn thấy huy hiệu trên tay Ngô Bình, sắc mặt lập tức thay đổi. Huy hiệu Liên Sơn Tông đương nhiên anh ta biết, mà người có được huy hiệu này ít nhất cũng là đệ tử chân truyền Liên Sơn Tông. Cậu Tô cũng đã đến, người nhà họ Cổ có chút ngượng ngùng, chào đón cũng không được, không chào đón cũng không được. Cũng may lúc này Ngô Bình cười nói, anh Tô, nghe nói anh vừa ý bạn gái tôi. Cậu Tô này bỗng run toàn thân, môn nhân tông môn hạng 4 tuyệt đối không dám kiếm chuyện với tông lớn hạng nhất, huống hồ anh ta chỉ là đệ tử bình thường, vẫn chưa phải chân truyền. Bạn gái của cậu là, anh ta cẩn thận dò hỏi. Ngô Bình ôm eo Cổ Thanh Liên, cô ấy chính là bạn gái tôi, nghe nói anh đến để cưới cô ấy. Cậu Tô toát mồ hôi như mưa, lập tức nói, đây chỉ là chuyện hiểu lầm, tôi chỉ đến nhà họ Cổ ngồi chơi chút thôi, không có ý gì khác. Anh ta vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh.
Ngô Bình, hiểu lầm thì tốt, anh có thể đi được rồi. Cậu Tô đó thở phào nhẹ nhõm, quay đầu bỏ chạy, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Người nhà họ Cổ vây đến, mời khách quý là Ngô Bình vào phòng đãi khách của nhà họ Cổ. Ông già nói chuyện lúc nãy là gia chủ nhà họ Cổ, là ông nội của Cổ Thanh Liên, tên là Cổ Trường Nghĩa. Ngô Bình không ngồi lâu, chỉ nói chuyện vài phút rồi bảo phải ra ngoài đi dạo với Cổ Thanh Liên. Nhà họ Cổ đương nhiên không dám ngăn cản mà cung kính tiễn cậu ra cửa. Cổ Thanh Liên ngồi lên xe của Ngô Bình, cậu đạp chân ga rồi lái xe xuống núi. Sau khi người nhà họ Cổ không còn nhìn thấy họ nữa, Cổ Thanh Liên thở phào, hỏi, em trai, ở đâu mà cậu có huy chương của Liên Sơn Tông vậy? Trông rất giống thật. Thì ra cô ta vẫn luôn tưởng rằng huy hiệu đó là giả, dù gì thì cô ta chỉ biết Ngô Bình là học sinh cấp 3 của trường số 1 Trung Châu mà thôi. Ngô Bình cũng không giải thích, chỉ cười, nói, chẳng phải là để giúp chị đấy sao? Cổ Thanh Liên chớp mắt. Nói, vậy tốt nhất là cậu đừng để lộ tẩy, nếu không thì tôi và cậu đều xong đời đấy. Lúc họ đi được một đoạn thì Cổ Thanh Liên nói, đưa tôi đến trường đi. Ngô Bình hơi bất ngờ, chị vẫn còn đi học sao? Cổ Thanh Liên, tôi là giảng viên của trường Đại học Vân Giang. Năm xưa sau khi tôi tu hành, đầu óc được khai sáng, học gì cũng nhanh nên 15 tuổi đã thi đậu đại học. Năm ngoái tôi đến dạy ở Đại học Vân Giang. Dạy toán học. Ngô Bình, không ngờ chị còn là học sinh xuất sắc đấy. Cổ Thanh Liên nói với vẻ khá kiêu hãnh, họ đều gọi tôi là học thần, lợi hại hơn học sinh xuất sắc một chút đỉnh. Ngô Bình, vậy bây giờ học thần Cổ về trường để dạy sao? Cổ Thanh Liên, đến giải quyết chút chuyện nhỏ, giải quyết xong sẽ đi. Ngô Bình liếc nhìn thời gian, sắp đến giờ cơm trưa rồi, thế này đi, tôi gọi thêm một người bạn nữa. Chúng ta cùng đi ăn. Cổ Thanh Liên gật đầu, được đấy. Cậu lái xe đến Đại học Vân Giang, hai người họ xuống xe, cửa của chiếc xe dừng ở bên cạnh cũng được mở ra, một thầy giáo nam vừa cao vừa gầy bước qua, liếc nhìn Ngô Bình rồi cười, hỏi cô Cổ, chẳng phải hôm nay cô nghỉ sao? Cổ Thanh Liên cười, nói thầy Phạm, viện trưởng Từ muốn tìm tôi bàn về chức danh. Thầy giáo nam ồ một tiếng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau đó phất tay, nói, cô Cổ, vậy tôi đi làm việc trước đây. Sau khi thầy giáo nam lái xe đi khỏi thì Ngô Bình hỏi, chị, thầy Phạm đấy thích chị. Cổ Thanh Liên trừng mắt cậu rồi nói gì thế, bọn tôi còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu. Ngô Bình, chuyện đó đâu có cản trở anh ta thích một người. Cổ Thanh Liên phất tay, tôi chẳng thèm quan tâm đâu, tôi đến văn phòng của viện trưởng. Cậu đứng trước sảnh chờ tôi một lát. Hai người họ đi vào một tòa nhà văn phòng, tầng một có ghế ngồi và máy pha cà phê, trà nước các loại. Ngô Bình tìm chỗ ngồi, chờ Cổ Thanh Liên lên lầu xử lý công việc. Cổ Thanh Liên đến văn phòng viện trưởng ở tầng 5, cô ta vừa đẩy cửa ra thì cảm thấy văn phòng cực kỳ tối, cửa sổ gần như đóng kín. Lúc này, viện trưởng Từ Chí Thân đang ngồi trên ghế, lim dim mắt, dáng vẻ như đang hưởng thụ. Cổ Thanh Liên bước vào, ông ta từ từ ngồi thẳng lên, đưa tay ấn nhẹ lên trước bụng rồi nói, cô ra ngoài đi. Một cô gái tóc gợn sóng đứng dậy, chùi miệng rồi ra khỏi văn phòng như không có chuyện gì xảy ra. Cổ Thanh Liên nhìn thấy cảnh đó thì ngỡ ngàng, cô ta quen cô gái đó, cô ta cũng là giảng viên của trường, có điều tốc độ thăng chức của cô ta rất nhanh, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã là giảng viên cao cấp, còn cô ta đến sớm hơn nhưng vẫn chỉ là một giảng viên sơ cấp. Viện trưởng vẫn nằm thoải mái, cười, nói, cô Cổ, mời ngồi. Cổ Thanh Liên bình tĩnh lại, đứng im tại chỗ, mặt lạnh như tiền, cô lạnh lùng hỏi, viện trưởng Từ, ông làm vậy có thích hợp không? Từ Chí Thân mỉm cười, ở đây tôi muốn làm gì thì làm, có gì mà không thích hợp. Cổ Thanh Liên nhìn ông ta chằm chằm, nói, mặc dù tôi biết ông cũng có tu vi từ lâu nhưng không ngờ tu vi của ông lại cao như thế. Từ Chí Thân cười he he, nói Cổ Thanh Liên, tôi biết thân phận của cô cả nhà họ Cổ. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết, đối với tôi mà nói nhà họ Cổ chẳng là cái thá gì. Cổ Thanh Liên chau mày, ông là ai? Từ Chí Thân bình thản nói, sau này cô sẽ biết thân phận của tôi, bây giờ cô hãy ngoan ngoãn phục vụ tôi.
Cổ Thanh Liên cười lạnh lùng, Từ Chí Thân, ông muốn chết à? Từ Chí Thân búng ngón tay, xem cửa chuyển động, ba bóng đen nhào về phía Cổ Thanh Liên từ dưới đất. Tốc độ của họ rất đáng sợ, Cổ Thanh Liên không kịp phản ứng thì đã bị giữ chặt hai chân. Cô ta vừa nhón chân thì đã bị bóng đen kéo ngã xuống đất, đồng thời một bóng đen khác cũng khóa chặt tay cô ta. Cổ Thanh Liên bị khống chế cả tay lẫn chân, rồi bị bóng đen đẩy đến trước mặt Từ Chí Thân. Từ Chí Thân nhìn thân hình thon thả của cô ta với ánh mắt thưởng thức rồi cười, nói, không hổ là con gái tu hành, rất hợp gu của cậu đây. Cổ Thanh Liên cố rằng co nhưng bất luận cô ta có cựa quậy kiểu gì cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của bóng đen. Cô ta thấy mình sắp sửa bị làm nhục thì bỗng thét lên, em trai, cứu tôi. Tiếng hét của cô ta mang theo sóng âm đặc biệt, xuyên qua mấy tầng lầu và được Ngô Bình nghe thấy. Ngô Bình đang chơi điện thoại, nghe thấy tiếng hét thì quay bật lại, sau đó xông về phía cầu thang nhanh như một tia chớp. Chỉ mất mấy giây là cậu đã lên đến tầng 5, vào văn phòng của Từ Chí Thân. Từ Chí Thân cười lạnh lùng, nói, cô cứ hét đi. Không ai đến cứu cô đâu. Dù cho có người xuất hiện thì tôi cũng sẽ giết chết hắn. Một âm thanh lớn vang lên, cửa bị đá văng, Ngô Bình bước vào với vẻ mặt hằm hằm, cậu vung tay phải ba bóng người liền nổ tung, Cổ Thanh Liên liền lấy lại được tự do. Từ Chí Thân tối sầm mặt, ông ta giật mình, sau đó hằm hằm nhìn Ngô Bình, nghiêm nghị hỏi, nhóc con, cậu là ai? Ngô Bình không thèm quan tâm đến ông ta. Cậu đỡ Cổ Thanh Liên, hỏi chị không sao chứ? Cổ Thanh Liên đằng đằng sát khí, nói, tên khốn nạn này, tôi sẽ không tha cho ông ta đâu. Ngô Bình, để tôi giúp chị dạy dỗ ông ta. Cậu vừa dứt lời thì niệm chú, bóng đen dưới đất ngưng tụ, biến thành bóng của một quái vật khổng lồ, cơ thể khổng lồ của nó gần như che kín cả văn phòng. Từ Chí Thân nhìn thấy bóng đen của quái vật khổng lồ thì mặt liền biến sắc. Hét lên, cậu cũng biết quỷ ảnh chú sao? Ông ta vừa dứt lời thì bóng đen quái vật khổng lồ đó đã tóm lấy hai chân ông ta, kéo ông ta đến trước mặt Ngô Bình. Sức mạnh cực lớn giữ chặt lấy ông ta, khiến ông ta không dục dịch được. Cổ Thanh Liên rút kiếm ra, chỉ vào giữa trán Từ Chí Thân, lạnh lùng hỏi, ông là ai, nói. Sự đắc ý và ngông cuồng trước đó của Từ Chí Thân đã biến mất hoàn toàn, ông ta nghiến răng. Nhả từng chữ tiên giới Thái Ất, thế gia tu chân hạng nhất Từ thị. Cổ Thanh Liên kinh ngạc, thế gia tu chân hạng nhất. Thân phận này của ông, tại sao lại chạy đến giới thế tục làm một hiệu trưởng trường đại học chứ? Từ Chí Thân thản nhiên nói, tôi vốn là thế tử nhà họ Từ, nghe nói chỉ có tu luyện lại ở giới thế tục thì mới có thể có được thành tựu ở tương lai. Cho nên, tôi nghĩ cách xóa bỏ ký ức của mình, đến sống ở giới thế tục. Đại khái là 7 ngày trước. Tu vi tôi đã tới mức cần thiết nên đã thức tỉnh ký ức. Cổ Thanh Liên, chẳng trách thời gian này ông lại thay đổi nhiều như vậy, thì ra 7 ngày trước mới có được ký ức hiện tại. Từ Chí Thân hừ một tiếng, tôi khuyên cô tốt nhất hãy khách sáo với tôi chút đi, thế lực nhà họ Từ tôi ở tiên giới Thái Ất rất lớn, không phải là người cô gây chuyện được đâu. Bốp! Ngô Bình tát một cái lên mặt ông ta, có tin tôi giết ông ngay bây giờ không? Nhà họ Từ cái thá gì chứ, ông chết ở đây, thì có ai biết được là chúng tôi ra tay. Từ Chí Thân hoảng sợ trong lòng, ông ta rũ mắt, tôi với cậu không có thù sâu oán nặng gì, cậu hà tất cứ phải giết chết tôi bằng được vậy. Giết tôi rồi cũng không có lợi lộc gì cho cậu mà. Ngô Bình cười lạnh, chuyện lúc nãy ông mới làm, cho dù có giết ông cũng là trừng phạt đúng tội. Từ Chí Thân nói, tôi thừa nhận lúc trước tôi phóng túng. Cho rằng bản thân mình trong thế tục là vô địch, không coi ai ra gì. Tôi nhận lỗi với Cổ Thanh Liên, cô Cổ, chỉ cần cô chịu tha thứ cho tôi đồng ý sẽ bồi thường cho nhà họ Cổ. Bốp! Ngô Bình lại tát thêm một cái, lạnh lùng nói, ai cần ông bồi thường. Từ Chí Thân liên tục bị tát hai cái, sắc mặt vô cùng khó coi, ông ta cắn răng nói, cậu bạn, tôi thấy uy lực bí chú của cậu rất mạnh, chắc hẳn không phải nhân vật tầm thường. Có thể nói cho tôi biết lai lịch xuất thân của cậu không? Ngô Bình cười lạnh, thân phận tôi, ông xứng để biết sao? Thấy cậu không nói, Từ Chí Thân nói, cậu bạn, phải làm thế nào cậu mới tha cho tôi một mạng? Ngô Bình, Từ Chí Thân, hiện tại ông đang có tu vi gì?
từ chí thân, bí cảnh tầng 3 mà thôi. Ngô Bình nhìn Cổ Thanh Liên, chị muốn giải quyết ông ta thế nào? Cổ Thanh Liên suy nghĩ một lúc rồi nói, em trai, bỏ qua đi vậy. Dù sao ông ta cũng là thế tử nhà họ Từ. Vì vậy Ngô Bình đạp từ chí thân một cái, hỏi, tên ông vốn là từ chí thân sao? Từ chí thân nói, tên tôi ở tiên giới là Từ Bảo Càn. Ngô Bình, Từ Bảo Càn, tội chết của ông có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát. Tôi sẽ hạ cấm chế trên người ông, sau này ông phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, chỉ nghe theo mệnh lệnh tôi. Từ Bảo Càn tức giận, cậu muốn khống chế tôi. Ngô Bình cũng không phải khống chế, loại phế vật như ông, đối với tôi thì chẳng có giá trị gì cả, tôi làm như vậy là vì tránh rắc rối thôi. Nói xong, cậu cũng không đợi Từ Bảo Càn đồng ý, hai tay làm dấu, miệng đọc một chuỗi câu chú. Sau đó, cậu điểm tay vào giữa trán Từ Bảo Càn, ông ta thét lên một tiếng, ý thức bỗng mơ hồ, sau đó lại khôi phục bình thường. Bóng đen biến mất, Từ Bảo Càn đứng dậy quỳ lại Ngô Bình, tiểu nhân bái kiến chủ nhân. Ngô Bình, Từ Bảo Càn, đứng dậy nói chuyện. Vâng, Từ Bảo Càn đứng dậy, tuy ông ta bị Ngô Bình khống chế, nhưng tâm trí thì vẫn bình thường. Ngô Bình hỏi ông ta, sau khi ông khôi phục ký ức thì định làm gì? Từ Bảo Càn nói, chủ nhân, thật ra tôi không thể quay về nhà họ Từ được. Ngô Bình rất bất ngờ, không quay về được, tại sao? Từ Bảo Càn thở dài, nói, mọi chuyện đều là mưu kế của chi thứ tính toán. Bọn họ cố ý khiến tôi đến giới thế tục, thật ra là vì muốn cướp đoạt vị trí thế tử của tôi. Ngô Bình nhíu mày, hiện tại ông không phải là thế tử sao? Từ Bảo Càn gật đầu, thế tử đã biến thành em trai cùng cha khác mẹ của tôi, Từ Bảo Trấn. Bây giờ nếu ông quay về nhà họ Từ thì sao? Cha ông cũng sẽ không chấp nhận ông, Ngô Bình có chút hiếu kỳ. Từ Bảo Càn bất đắc dĩ thở dài, vô dụng thôi. Tôi ở giới thế tục mấy năm nay, Từ Bảo Trấn đã phát triển lớn mạnh. Cho dù tôi về, cha cũng sẽ không coi trọng đâu. Trái lại, tôi nhất định sẽ bị thứ con vợ lẽ kia hại chết. Ngô Bình, không quay về cũng được. Sau này ông cứ ngoan ngoãn ở giới thế tục làm việc cho tôi. Từ Bảo Càn siết chặt nắm tay, nói chủ nhân, tôi không cam tâm. Vị trí thế tử vốn dĩ thuộc về tôi nhưng lại bị người không bằng tôi cướp đi, tôi không phục. Ngô Bình nhìn ông ta, hỏi ông muốn thế nào? Từ Bảo Càn nói từng câu từng chữ, tu luyện để mạnh hơn cậu ta, báo thù cho người mẹ bị vợ lẽ của cha hại chết, khiến cha tôi hối hận, khiến Từ thị hối hận. Ngô Bình nhíu mày, vợ lẽ hại chết mẹ ông. Từ Bảo Càn gật đầu, nghiến răng nói, không sai. Tiện nhân kia không chỉ hại chết mẹ tôi, mà còn hạ độc em trai ruột duy nhất của tôi. Dù là người ngoài như Ngô Bình cùng cảm thấy chi thứ này quá đáng, cậu vỗ vai Từ Bảo Càn. Nói, ông yên tâm, đợi tu vi tôi cao hơn chút, tôi sẽ giúp ông báo thù. Từ Bảo Càn, cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình, được rồi, ông tiếp tục làm viện trưởng của ông đi, tôi và Thanh Liên còn có chuyện phải đi trước. Quay về chỗ dừng xe, Cổ Thanh Liên mới định thần lại, cô ta thở phào, nói, cũng may Từ Chí Thân đã không còn là thế tử, nếu không chúng ta thảm rồi. Theo cô ta thấy, chỉ dựa vào bọn họ căn bản không đấu được thế gia hạng nhất. Ngô Bình cười nói, xem ra chúng ta rất may mắn. Khởi động xe, cậu gọi điện thoại cho Đào Thành, hỏi, Thành tử, ra ngoài ăn cơm không? Đào Thành, được chứ, dì út tôi đang chuẩn bị cho tôi ăn mì tôm, tôi ngán lắm rồi. Ngô Bình, dì út cậu cũng ở nhà sao? Đào Thành, hôm nay dì ấy không muốn đi làm, nói muốn nghỉ ngơi hai ngày. Ngô Bình, vậy gọi dì ấy cùng đi đi. Đào Thành, được thôi, đi đâu? Ngô Bình bèn hỏi Cổ Thanh Liên, chị có muốn đi nơi nào không? Cổ Thanh Liên cười nói, tôi biết một tiệm cơm này không dễ đặt trước. Nhưng nếu khách hàng có thể đánh bại được mấy vị cao thủ trong tiệm thì có thể dùng bữa miễn phí ở đó bất cứ lúc nào. Ngô Bình hứng thú, hỏi tiệm cơm có cao thủ gì? Cổ Thanh Liên nói, một cao thủ đánh cờ, một cao thủ kiếm thuật. Ngô Bình, xem ra tiệm cơm này không hề đơn giản, trong số những người đến chắc phần nhiều là người tu hành nhỉ.
Cổ Thanh Liên gật đầu, tên của tiệm cơm là tiệm cơm Giang Hồ. Người có thể đến dùng cơm ở tiệm cơm Giang Hồ, không ai là đơn giản cả. Ngô Bình, có phải là người Giang Hồ hay không không quan trọng, quan trọng là đồ ăn ngon không? Cổ Thanh Liên cười nói, nếu đồ ăn ở nhà hàng Bạch Mã 5 điểm, thì đồ ăn ở tiệm cơm Giang Hồ ít nhất cũng được 20 điểm. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, vậy tôi nhất định phải đi thử xem. Xe khởi động, hai người đi đến tiệm cơm Giang Hồ. Vị trí tiệm cơm Giang Hồ này khá hẻo lánh, nằm trong một ngọn núi hoang sơ, chỉ có một con đường ra vào. Lái xe gần một tiếng đồng hồ, bọn họ mới đến được tiệm cơm Giang Hồ. Dừng xe trước cửa, Ngô Bình gọi điện cho Đào Thành trước, biết cậu ta phải chừng 5 phút nữa mới đến thì đi vào tiệm cơm trước với Cổ Thanh Liên. Ở cửa tiệm cơm, một người thấp lùn mặc đồ đỏ cười hỏi, hai vị có đặt trước không? Cổ Thanh Liên, không có. Chúng tôi muốn gặp ông Kỳ và cậu Kiếm. Người thấp lùn không có vẻ gì là kinh ngạc, miệng cười nói, vậy hai vị có biết quy tắc không? Cổ Thanh Liên, tôi là khách quen, đương nhiên biết rồi. Thua một trận, chúng tôi phải đồng ý làm một chuyện cho tiệm cơm Giang Hồ. Người thấp lùn cười nói, không sai, cho nên hai vị nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Dù sao ông Kỳ và cậu Kiếm đã bất bại 5 năm nay rồi. Ngô Bình, tôi muốn cùng lúc đánh bại hai người kia thì có được không? Người thấp lùn cười nói, đánh bại một là có thể đến phòng VIP. Đánh bại hai người thì có thể đến phòng cao cấp, hơn nữa còn có thể uống rượu thần tiên của chúng tôi miễn phí. Ngô Bình ừ một tiếng, vậy tôi đi gặp cậu Kiếm trước. Người thấp lùn cười nói, so với cậu Kiếm, độ khó của ông Kỳ sẽ thấp hơn. Ngô Bình, không sao, dù sao tôi cũng muốn khiêu chiến với hai người này. Người thấp lùn gật đầu, mời hai vị đi theo tôi. Ngô Bình và Cổ Thanh Liên được mời đến một rừng trúc, gió thoảng qua rừng trúc khá mát mẻ khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Sâu trong rừng trúc có một tòa nhà bằng tre, trước tòa nhà có một khoảng trống, xung quanh có trồng một số loại hoa và cây cỏ, một người đàn ông ngoài 20 tuổi, tay cầm một thanh kiếm dài, tư thế đứng khá kỳ dị như thể đã hòa vào trời đất. Ba người đi đến, người đàn ông không động đậy, tiếp tục giữ tư thế đó. Người thấp lùn cười nói, cậu Kiếm, có người muốn khiêu chiến với cậu. Cậu Kiếm ừ một tiếng, thanh kiếm dài trong tay đột nhiên xoay vòng, mũi kiếm chỉ vào Cổ Thanh Liên và Ngô Bình, ngay sau đó sát ý đáng sợ ập đến khiến da đầu Cổ Thanh Liên tê dại, lông tơ đều dựng đứng. Ngô Bình bước đến trước chắn trước mặt Cổ Thanh Liên, kiếm ý dày đặc đánh trúng người cậu nhưng lại như đấm vào bông mềm, cậu chẳng hề bị thương gì. Cậu Kiếm nhướng mày nói, thú vị đấy, thế mà lại có thể đỡ được kiếm ý của tôi. Ngô Bình lạnh nhạt nói, kiếm ý, anh cũng xem trọng mình quá đấy, chỉ một chút này của anh mà có thể xem là uy lực của kiếm thì vẫn còn cách kiếm ý xa lắm. Cậu Kiếm sầm mặt, này tên nhóc kia, không biết gì thì đừng nói bậy bạ, tôi tu luyện kiếm ý đã 3 năm rồi, cậu lại nói nó không phải. Cổ Thanh Liên cười nói, em trai tôi nói không phải thì chắc chắn không phải. Cậu Kiếm cười nhạo, vậy cô bảo cậu ta nói cho tôi nghe xem thế nào mới gọi là kiếm ý. Tôi sẽ chiều theo yêu cầu của anh, Ngô Bình lấy thanh kiếm dài trong tay Cổ Thanh Liên, vừa cầm thanh kiếm trong tay, cả cơ thể cậu như biến thành một thanh kiếm, kiếm ý đáng sợ, cực kỳ sắc bén, không gì có thể phá hủy lao lên không trung, bao phủ lấy cả rừng trúc. Lúc này từng sợi lông tơ trên người cậu Kiếm đều dựng đứng lên, tóc đều hơi lơ lửng như gặp phải tĩnh điện, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán liên tục toát ra, dường như chỉ cần hắn cử động, kiếm ý đáng sợ đó sẽ giết hắn. Cậu Kiếm đút thanh kiếm dài trong tay vào trong vỏ kiếm, sau đó quỳ một gối xuống, run giọng nói, đây là kiếm ý chân chính sao? Ngô Bình, đúng thế, đây mới là kiếm ý thật sự. Cái anh vừa thi triển đó chỉ có thể được gọi là uy lực của kiếm. Kiếm ý là một loại trí tuệ, một loại sinh mệnh, người nắm giữ được kiếm ý chắc chắn là cao thủ. Dù có nhắm mắt lại, kiếm của người đó cũng có thể giết chết mục tiêu một cách dễ dàng. Cậu Kiếm thở dài, chắp tay lại nói, tôi thua rồi. Người thấp lùn đó đã ngây người chố mắt nhìn, chuyện tương tự thế này chưa từng xảy ra. Lúc này Ngô Bình hỏi người thấp lùn, ông Kỳ đang ở đâu? Tôi đến rồi, lúc này, một người đàn ông trung niên mập mạp nhẹ nhàng bước vào,
Ông ta cười nói, vừa rồi tôi cảm nhận được kiếm ý cực mạnh của cậu bạn, tôi vô cùng khâm phục. Nói xong ông ta giơ tay phải, một bàn cờ bằng sắt lập tức rơi xuống đất. Bàn cờ này dày ước chừng nửa mét, lớn hơn bàn cờ thông thường gấp 10 lần, nặng đến mấy tấn. Người đàn ông mập cười nói, nếu cậu có thể phá được tàn cuộc này thì xem như cậu thắng. Vừa dứt lời, ông tay vung tay phải lên, hàng trăm con cờ trắng đen đồng loạt rơi xuống, thoáng chốc bày bố ra một tàn cuộc. Sau khi tu hành, trí tuệ của Ngô Bình được khai thông rất nhiều, cộng thêm lúc học trung học cậu cũng từng tập chơi cờ vây nên cậu liếc nhìn mấy cái đã biết nên phá giải thế nào. Ngay khi tay phải của cậu nắm lấy nó, một quân cờ đen bay ra khỏi hộp đựng cờ cách đó không xa rồi rơi mạnh xuống bàn cờ. Bàn cờ và quân cờ có lực đẩy, Ngô Bình phải dùng đến sức mạnh thần niệm để kiểm soát các quân cờ. Thế nên chơi cái này không chỉ kiểm tra khả năng chơi cờ, mà còn kiểm tra thực lực của cậu. Nếu thực lực của cậu không đủ mạnh thì không thể nào hạ cờ, ván cờ này sẽ không thể tiếp tục được nữa. Ngô Bình chỉ đi 7-8 quân cờ, ván cờ cũng có nước đi tương ứng. Tiếp tục đi thêm 5-6 quân cờ nữa, cờ màu đen chuyển từ phòng thủ sang tấn công, đánh đến mức đối phương liên tục bại trận. Không lâu sau, cờ trắng bị đánh bại, bị Ngô Bình ăn hết hơn nửa số quân cờ. Người đàn ông mập này thở dài nói, thua rồi. Người thấp lùn cực kỳ ngạc nhiên, ông ta cung kính bước đến trước nói, hai vị, mời đi theo tôi đến phòng cao cấp. Hai người được dẫn đến trên một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ. Phong cảnh trên đảo nhỏ đẹp như tranh, chỉ có một căn nhà, mà hiện giờ căn nhà này chỉ thuộc về mấy người Ngô Bình. Đến được phòng, Cổ Thanh Liên vui vẻ lấy điện thoại ra chụp ảnh, nói, không ngờ tôi lại có thể ăn cơm trên đảo Phi Tiên, sau này có thể khoe khoang với người khác rồi. Ngô Bình cười hỏi, ăn cơm trên đảo Phi Tiên lợi hại lắm sao? Cổ Thanh Liên cười nói, em trai này, cậu có biết bao nhiêu người có thân phận muốn đến đảo Phi Tiên dùng bữa không? Ngô Bình, lẽ nào chỉ có người thắng được ông Kỳ và cậu Kiếm mới có tư cách đến đảo Phi Tiên dùng bữa à? Cổ Thanh Liên, theo tôi được biết, chỉ có khách hàng cực kỳ cao quý hoặc người thắng được ông Kỳ và cậu Kiếm mới có tư cách đến đảo Phi Tiên dùng bữa. Ngô Bình nói, chỉ là một nơi để ăn cơm thôi mà. Hai người ngồi được vài phút thì Đào Thành và dì út của cậu ta Lam Linh cũng đến. Lam Linh thậm chí còn không biết có nhà hàng giang hồ này nữa, thế nên lúc đầu nghe nói được đến đây ăn cơm, cô ta cũng không nghĩ gì nhiều. Thế nhưng khi xe của họ đi vào sân vườn nhà hàng giang hồ, cô ta mới nhận ra nơi này rất lớn. Sau khi xe chạy vào nhà hàng, thế mà lại lái thêm nửa tiếng đồng hồ nữa mới đến bên hồ, sau đó đi thuyền ra đến hòn đảo nhỏ giữa hồ. Hai bên vừa gặp nhau, Ngô Bình đã giới thiệu mọi người với nhau. Nói chuyện thêm vài câu, Lam Linh nói, nơi này đẹp nhỉ, chắc là đắt lắm nhỉ. Ngô Bình nói, nhà hàng đang có khuyến mãi, chúng ta có thể ăn miễn phí. Sau khi thức ăn được dọn ra, mọi người vẫn đang nói chuyện. Cũng không biết có phải do thuật toán của nền tảng hay không mà lúc Lam Linh lướt video ngắn trên điện thoại, hình ảnh một người đàn ông trung niên bí ẩn có râu xuất hiện trên màn hình. Lúc đầu người đàn ông trung niên có râu cứ thần bí nói, các bạn, nhà hàng bí ẩn nhất tỉnh Giang Nam chúng ta là gì? Đúng rồi đấy, là nhà hàng Giang Hồ. Có người sẽ bĩu môi nói nó không phải chỉ là một nhà hàng thôi sao, nó có thể bí ẩn đến mức nào chứ? Chưa kể những cái khác, nhà hàng này thật sự rất tuyệt vời. Mọi người còn nhớ cậu Lư được gọi là một trong bốn cậu ấm ở Giang Nam không? Trước đây cậu Lư rất có thể diện, làm gì cũng kiêu ngạo, rêu rao khắp nơi. Nhưng người như thế gây rối trong nhà hàng giang hồ, kết quả bị người ta đánh thành người thực vật, đến giờ vẫn chưa hồi phục, còn nằm trên giường đấy. Bên trong che giấu các cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh. Nghe nói thế, Lam Linh bật cười thành tiếng nói, người làm truyền thông bây giờ đúng thật là biết cách tán dóc thật, còn cao thủ võ lâm nữa chứ. Đào Thành nhìn Ngô Bình rồi nói, dì út, người ta không nói bậy đâu, đại ca của cháu đây là cao thủ võ lâm đấy. Lam Linh bĩu môi, vậy cao thủ võ lâm có thể làm chút gì đó cho bọn tôi mở mang tầm mắt không? Ngô Bình cười nói, được. Cậu đứng dậy, bước đến trước cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là mặt hồ phẳng lặng, Ngô Bình vòng tay trước ngực, hít một hơi thật sâu, mặt hồ liền xuất hiện một xoáy nước cực lớn, sau đó một cột nước lớn bay lên,
ngưng tụ thành một cô gái xinh đẹp mặc váy dài trên không trung, tay cầm kiếm giống như một tiên nữ, đấy chính là hình bóng của Cổ Thanh Liên. Cổ Thanh Liên đỏ mặt, nói em trai, thần niệm của cậu mạnh thật, không ngờ lại có thể khống chế dòng nước kỳ diệu đến vậy. Lam Linh ngơ ngác, lẩm bẩm, không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ. Đào Thành cười nói, dì út, bây giờ dì đã tin chưa? Chính vào lúc đó, cách đó 100 mét lại xuất hiện thêm một xoáy nước nữa, một cột nước phút lên trời, ngưng tụ thành một người đàn ông, anh ta cầm kiếm trên tay, chỉ về phía Ngô Bình đang đứng từ xa. Lúc này, Cổ Thanh Liên do nước hồ ngưng tụ thành vung nhẹ tay, 12 thanh kiếm nước liền xuất hiện, tấn công về phía người đàn ông. Người đàn ông bằng nước vung kiếm, nhưng lại không kịp đỡ, chớp mắt đã bị 12 thanh kiếm nước chém thành nước hồ, đổ vào mặt hồ trở lại. Cổ Thanh Liên nhìn thấy cảnh đó thì liền nói, có người nhìn thấy chúng ta ăn cơm ở đảo Phi Tiên, trong lòng không phục nên mới cố ý ra tay. Đào Thành, thực lực của người đó thật quá kém cỏi, yếu hơn đại ca của tôi nhiều. Mới trước đó, trong nhà hàng Giang Hồ còn có một người, anh ta đang được mấy thế lực lớn ở Giang Nam mời. Lúc này, cậu Tô ngồi bàn trên, vẻ mặt của anh ta vô cùng khó coi, như thể vừa mới trải qua một sự sỉ nhục rất lớn. Thì ra cậu Tô đó liên lạc với một người bạn ở tiên giới Linh Tiêu, nhờ anh ta nghe ngóng xem Liên Sơn Tông có một đệ tử chân truyền họ Ngô không. Nhưng sau khi nghe ngóng thì phát hiện Liên Sơn Tông vốn chẳng có nhân vật này. Hơn nữa, trong 100 năm trở lại đây, thế tục chưa từng có người nào trở thành đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông. Cậu Tô bỗng có cảm giác mình đã bị lừa, nhất định huy hiệu trong tay Ngô Bình là giả, cậu cũng chẳng phải là đệ tử chân truyền gì cả. Không ngờ một tu sĩ tiên giới như anh ta lại bị một tên nhóc của thế tục lừa, chuyện này thật không thể nào chấp nhận được. Trên bàn ăn, một người đàn ông trung niên đầu chọc nói, cậu Tô, tên họ Ngô đó to gan thật, không ngờ lại dám mạo nhận là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông. Nhà họ Cổ cũng không thoát khỏi dính líu trong chuyện này, nhất định phải cho nhà họ Cổ một bài học. Cậu Tô cười lạnh lùng, vốn dĩ tôi còn muốn cho nhà họ Cổ một cơ hội. Bây giờ dù cho nhà họ Cổ có quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin thì tôi cũng sẽ không cưới con gái nhà họ Cổ nữa. Người đàn ông đầu chọc đưa ngón tay cái lên, cậu Tô nên làm như thế, không thể nể mặt nhà họ Cổ. Mặc dù những người đó khá có địa vị ở tỉnh Giang Nam nhưng cũng chỉ ngồi ở tòa nhà bên cạnh hồ. Lúc này, họ đột nhiên nhìn thấy có người thi triển phép thuật trên đảo Phi Tiên, khiến nước ngưng tụ thành hình người. Những người đang ngồi trong bàn nhìn thấy cảnh đó thì lập tức nói, chỉ là trò trẻ con thôi, nhất định thân thủ của cậu Tô còn giỏi hơn bọn họ. Thật ra cậu Tô đó nhìn ra được thực lực của người thi triển phép thuật không hề yếu, nhưng nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của những người ngồi trong bàn thì anh ta chỉ đành dùng phép thuật giống như vậy, dùng nước hồ ngưng tụ thành một kiếm sĩ. Ai ngờ người đối diện chỉ dùng một chiêu đã đánh tan người do anh ta ngưng tụ thành, rõ ràng là không chịu nổi một đòn. Cậu Tô bỗng cảm thấy rất mất mặt, có điều, nghĩ đến việc thực lực của đối phương trên cơ mình thì anh ta chỉ đành miễn cưỡng cười nói, thi thố kiểu này rất vô vị, mọi người uống rượu đi. Những người ngồi trong bàn liền tiếp tục sảng khoái uống rượu. Tốc độ lan truyền của tin tức cực kỳ nhanh, lúc này nhà họ Cổ cũng có được tin tình báo, cậu Ngô đó là một tên giả mạo, vốn dĩ chẳng có đệ tử chân truyền nào của Liên Sơn Tông cả. Nhà họ Cổ bỗng nháo nhào. Lập tức triệu tập hội nghị khẩn và đưa ra hai quyết định, thứ nhất là lập tức tìm ra Cổ Thanh Liên, làm cô ta biết sai mà quay đầu, thứ hai là phái người đi mời cậu Tô về lại, dâng lễ xin lỗi, xin được tha thứ. Bên phía Ngô Bình, thức ăn liên tục được mang lên, cực kỳ thơm ngon, Đào Thành không ngừng khen ngon, đến cả Lam Linh cũng ăn rất ngon miệng, hoàn toàn không quan tâm đến việc ăn kiêng. Lúc mọi người đang thưởng thức món ngon thì Cổ Thanh Liên nhận được điện thoại của bố mình. Bố cô ta rất hiếm khi gọi điện cho cô ta, Cổ Thanh Liên hơi giật mình rồi nhanh chóng bắt máy. Thanh Liên, bây giờ con đang ở đâu? Ông ta hỏi với giọng nặng nề, trong giọng nói còn ẩn chứa cả sự giận dữ. Cổ Thanh Liên, bố, con đang ở cùng với cậu Ngô. Bố Cổ nổi giận, cậu Ngô gì chứ? Đó vốn dĩ là một tên lừa đảo. Cổ Thanh Liên giật mình, nhanh vậy mà họ đã biết rồi sao? Vì cô ta cũng cho rằng Ngô Bình không phải là đệ tử thật sự của Liên Sơn Tông nên liền vội đáp, bố,
bất luận thế nào thì Ngô Bình vẫn rất ưu tú. Im đi, bố cô ta nổi giận, con về ngay cho bố, trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu bố không nhìn thấy con thì con đừng bao giờ về nữa. Bố cổ nói xong thì tắt ngang điện thoại. Lòng Cổ Thanh Liên nặng trĩu, cô ta ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Ngô Bình đã nghe hết nội dung cuộc gọi, cậu đang định giải thích thì Cổ Thanh Liên đã hít một hơi thật sâu và nói với cậu, em trai, tôi phải về rồi, bây giờ nhà họ Cổ đang hận cậu lắm, cậu phải nhanh chóng rời khỏi tỉnh, trong thời gian ngắn đừng quay lại đây. Ngô Bình nhìn cô ta, hỏi chị có dự định gì không? Cổ Thanh Liên không muốn Ngô Bình lo lắng nên bình thản nói, về nhà nói rõ với mọi người, theo sự hiểu biết của tôi về họ thì nhất định họ sẽ lại mời cậu Tô đến. Đào Thành cũng nghe thấy nội dung cuộc điện thoại, cậu ta cười nói, chị dâu đừng lo lắng, đại ca tôi không phải kẻ giả mạo đâu, anh ấy đúng là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông. Đương nhiên Cổ Thanh Liên không tin, cô ta nói, mọi người ăn đi, tôi đi trước đây. Ngô Bình kéo cô ta lại nói chị, Thành Tử không lừa chị đâu, tôi chính là đệ tử chân truyền, nếu như chị không tin thì chúng ta ăn cơm xong sẽ đến gặp một người. Cổ Thanh Liên tò mò hỏi, ai cơ? Ngô Bình, quán chủ của võ quán Liên Sơn, Chu Kỳ Phu. Chu Kỳ Phu, Cổ Thanh Liên giật mình, nói, em trai, cậu quen biết với tiền bối Chu sao? Ngô Bình, là ông ta dẫn tôi nhập môn. Cổ Thanh Liên tin được 7 phần, cô ta vui mừng nói, em trai, nói vậy thì cậu chính là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông thật sao? Ngô Bình, đương nhiên là thật rồi, chị, đừng nôn nóng, chúng ta tiếp tục ăn. Bốn người ăn cơm xong thì lái xe đến võ quán Liên Sơn. Hôm nay võ quán Liên Sơn đặc biệt náo nhiệt, vì hôm nay là ngày thi sát hạch, tất cả đệ tử bao gồm cả các diễn viên không thường có mặt cũng phải về lại võ quán vào ngày này, tiếp nhận sát hạch. Lúc này Chu Kỳ Phu cũng có mặt, là lão quán chủ, mặc dù ông ta không quản lý mọi việc nhưng trong một số ngày quan trọng ông ta vẫn phải tham gia. Chu Kỳ Phu nhìn thấy Ngô Bình đến thì cười nói, Ngô Bình, cậu đến thật đúng lúc, cuộc sát hạch hôm nay giao cho cậu đấy. Ngô Bình ngây ra, nói tiền bối, tôi không hiểu về sát hạch. Chu Kỳ Phu thật ra rất đơn giản, cậu cảm thấy diễn viên nào thuận mắt, có tiềm lực thì cho người đó thông qua. Còn cậu thấy diễn viên nào không vừa mắt, không có tiềm lực thì đừng cho qua thôi. Ngô Bình gãi đầu, vậy phải chăng quá tùy tiện. Chu Kỳ Phu, cậu là đệ tử chân truyền, cậu nói sao cũng được hết. Ngô Bình chỉ đành nói, thôi được. Sau đó, cậu giới thiệu Cổ Thanh Liên, Cổ Thanh Liên liền tiến về trước hành lễ, cung kính nói, Cổ Thanh Liên ra mắt tiền bối Chu ạ. Chu Kỳ Phu ừ một tiếng rồi nói, nghe nói nhà họ Cổ các cô là gia tộc lớn ở tỉnh. Lúc họ đang nói chuyện với nhau thì một thanh niên vạm vỡ cao 2 mét bước đến, mỗi bước chân của anh ta đều khiến mặt đất rung chuyển nhẹ nhẹ. Anh ta lớn tiếng hỏi, sát hạch vẫn chưa bắt đầu sao? Tôi vẫn còn chuyện gấp phải đi xử lý, không có thời gian lãng phí ở đây đâu. Nhìn thấy người này, các học viên đều lộ ra vẻ sợ hãi, chủ động nhường đường ra cho người đó. Người đàn ông lực lưỡng đi thẳng đến trước mặt một người đàn ông khoảng 30 tuổi, người này là đại sư huynh của võ quán Liên Sơn. Đại sư huynh, tức là học viên có thực lực và tư cách đạo đức rất tốt, có uy tín cao trong các học viên và phải được lão chủ quán công nhận. Đại sư huynh này tên là Trương Thần, năm nay 31 tuổi, anh ta gia nhập vào võ quán năm 10 tuổi, luôn miệt mài tu hành, từng bước đều để lại dấu ấn, bây giờ anh ta đã là cường giả bí cảnh tầng 3. Song người đàn ông cao lớn tên là Tần Cự Phong, anh ta đã gia nhập võ quán vào 8 năm trước. Người này vô cùng tài giỏi, sức mạnh vô địch, chỉ mới học được 3 năm mà thực lực của anh ta gần như không thua kém gì Trương Thần. Sau đó anh ta cảm thấy võ quán không còn gì có thể dạy cho mình nữa bèn rời khỏi võ quán Liên Sơn, đến phủ Đông Vương tìm kiếm cơ hội khác, anh ta được Đông Vương đánh giá cao, trở thành một người tài giỏi dưới trướng của Đông Vương. Mấy năm nay Tần Cự Phong rất ít khi về lại võ quán, trừ khi có những sự kiện trọng đại như kiểm tra đánh giá, anh ta mới xuất hiện một lần. Nhưng mỗi lần về, anh ta đều tỏ ra rất coi thường đại sư huynh Trương Thần này, thậm chí còn nghĩ thực lực của chủ võ quán cũng chỉ có vậy thôi, cho nên anh ta thường nói chuyện không được lịch sự với võ quán. Chuyện này thường xảy ra ở các võ quán,
khi thực lực của vài người đã đủ mạnh thì thường sẽ như thế. Trương Thần sầm mặt nói, Tần Cự Phong, lão chủ quán còn ở đây, anh còn không đến chào hỏi. Tần Cự Phong nhìn Chu Kỳ Phu, chỉ khẽ hừ một tiếng, anh ta chưa từng thấy lão chủ quán ra tay đánh nhau, những gì nghe được đều là một vài tin đồn. Mấy năm nay, tu vi của anh ta dần được nâng cao nên ngày càng không xem lão chủ quán ra gì. Nhưng anh ta không biết lão chủ quán không quan tâm đến anh ta không phải là anh ta mạnh thế nào, mà là anh ta quá yếu, không đáng để ông ta đàn áp. Trương Thần tức giận, Tần Cự Phong. Tần Cự Phong liếc mắt nhìn Trương Thần nói, Trương Thần, anh đừng có mà hét vào mặt tôi, ông đây không sợ anh đâu. Có gan thì cứ đánh với tôi một trận này, chỉ cần anh đánh bại được tôi sẽ nghe theo anh, nhưng nếu anh thua thì từ giờ về sau phải ngoan ngoãn gọi tôi là Đại Sư Huynh. Lão chủ quán khẽ cười, nói với Ngô Bình, cậu đi kiểm tra đánh giá Tần Cự Phong đi. Ngô Bình ừ một tiếng, sau đó cậu sải bước đi về phía Tần Cự Phong. Lúc đầu anh ta cũng không để ý đến Ngô Bình nhưng khi Ngô Bình đứng cách anh ta 5 bước, anh ta chợt run lên, vô thức lùi về sau 2 bước, ngạc nhiên nhìn Ngô Bình. Ngô Bình mỉm cười, khách sáo nói, Tần Cự Phong, tôi là người phụ trách kiểm tra cho võ quán, tôi tên là Ngô Bình, mong anh có thể hợp tác. Sau một hồi ngạc nhiên, Tần Cự Phong hừ một tiếng, cậu kiểm tra tôi, cậu nghĩ cậu là ai? Ngô Bình chớp mắt hỏi, nói thế tức là anh không chịu phối hợp. Tần Cự Phong khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói, không phối hợp, anh có thể làm gì tôi? Vừa thốt ra chữ tôi, Tần Cự Phong đã bị quật mạnh xuống đất. Cú rơi mạnh đến nổi hai mắt anh ta nổi đom đóm, đầu óc trống rỗng. Vài giây sau anh ta mới dần tỉnh táo lại, sau đó hét lớn một tiếng, mày dám đánh lén. Anh ta vừa nói xong là bị Ngô Bình đã kéo lên, sau đó đứng cách đó 5 bước nói, anh nhìn rõ rồi chứ, tôi không đánh lén. Cậu vừa dứt lời, Tần Cự Phong lại ngã nhào xuống đất, lần này ngã càng thảm hơn, suýt nữa anh ta bất tỉnh. Ngô Bình cười ha ha nhìn anh ta, hỏi thế nào, ngã có đau không? Một lúc sau Tần Cự Phong mới hoàn hồn, anh ta ngạc nhiên hỏi, sao cậu có thể làm được? Ngô Bình, anh muốn học à? Tôi có thể dạy cho anh. Mặt Tần Cự Phong đỏ bừng, nửa phút sau, anh ta mới lớn giọng nói, có bản lĩnh thì chúng ta đánh một trận đường đường chính chính đi. Ngô Bình nhìn Tần Cự Phong như nhìn một tên ngốc, hỏi, anh nghĩ đánh thế nào mới là đường đường chính chính? Tần Cự Phong, không được đánh lén, tấn công chính diện. Ngô Bình gật đầu, được thôi, tôi đứng đây không động đậy, anh cứ việc đánh tôi tùy ý. Tần Cự Phong bò dậy, anh ta hít sâu một hơi, khí tức màu đen xuất hiện trên bàn tay phải, ngưng tụ thành một phù văn. Nhìn thấy thế, Cổ Thanh Liên nói, cẩn thận, anh ta đang thi triển bí thuật. Ngô Bình mỉm cười, yên tâm đi, anh ta gà như thế, không làm tôi bị thương được đâu. Vừa dứt lời, cậu sử dụng bí chú Kim Trung, một tầng thần quang bảo vệ cơ thể màu vàng xuất hiện quanh người cậu. Tần Cự Phong hơi ngạc nhiên. Anh ta gầm lên, bàn tay phải đánh mạnh vào ngực Ngô Bình. Ngay sau đó, một chiếc chuông vàng xuất hiện bên ngoài cơ thể Ngô Bình, phát ra âm thanh vang dội, Tần Cự Phong cảm thấy cú chưởng này như đánh vào núi sắt, chấn động khiến gan bàn tay anh ta đau đến tê dại, cả người bị văng ra xa hơn 10 mét, vừa đứng vững thì cổ có mùi hơi ngọt, nôn ra một ngụm máu. Ngô Bình bước đến trước mặt anh ta, lạnh lùng hỏi, giờ có phục chưa? Tần Cự Phong chỉ cảm thấy da đầu tê dại, Ngô Bình quá mạnh, mạnh đến mức hoang đường, mạnh đến đáng sợ. Anh ta nuốt nước bọt, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, run giọng nói, tôi phục rồi. Sau này cậu nói gì thì chính là cái đó. Ngô Bình lạnh nhạt nói, tư chất của anh khá tốt, lần này xem như anh đã vượt qua kiểm tra. Vâng, Tần Cự Phong ngoan ngoãn lùi sang một bên. Lúc này Cổ Thanh Liên đã không còn nghi ngờ về thân phận của Ngô Bình nữa, cô ta cười nói, này, cậu lợi hại quá. Trương Thần vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, anh ta bước đến trước mặt Ngô Bình nói, cậu Ngô giấu kỹ quá, khâm phục. Chu Kỳ Phu nói mọi người, vị trí chủ võ quán của võ quán Liên Sơn đã trống 3 năm rồi. Tôi quyết định sau này sẽ do Ngô Bình đảm nhiệm vị trí chủ võ quán này. Vừa nghe ông ta nói thế. Mọi người đều rất ngạc nhiên,
Ngay cả Ngô Bình cũng rất bất ngờ, tiền bối, để tôi làm chủ võ quán không ổn lắm nhỉ. Chu Kỳ Phu thờ ơ nói, thực lực của cậu mạnh nhất, cũng là đệ tử chân truyền, mọi người đều phục cậu, có gì mà không ổn chứ. Hơn nữa, cậu không cần lo vị trí chủ võ quán sẽ làm phân tán sức lực của cậu, cứ để Trương Thần quản lý những chuyện lặt vặt là được, cậu chỉ cần quyết định các sự kiện lớn trong võ quán thôi. Tần Cự Phong nói, cậu ấy làm chủ võ quán, tôi phục. Ngô Bình trợn mắt nhìn anh ta, tôi cho anh lên tiếng rồi à? Tần Cự Phong rụt đầu lại, không dám nói gì nữa. Cậu hỏi Chu Kỳ Phu, tiền bối, tại sao 3 năm nay võ quán không có chủ võ quán? Nghe Ngô Bình hỏi thế, ánh mắt Chu Kỳ Phu lóe lên tia hận thù nói, chủ võ quán trước bị đánh chết ngay trước mặt tôi khi bị người ta thách đấu. Ngô Bình nhíu mày, hung thủ là ai? Chu Kỳ Phu, cao thủ thanh niên của nước Phù Tang. Ngô Bình, đối phương giết người mà cứ thế cho anh ta đi sao? Chu Kỳ Phu thở dài nói, Nagarekawa Mira đến là người Phù Tang ở tiên giới, được một gia tộc tu chân hùng mạnh chống lưng, Liên Sơn Tông không muốn đắc tội với họ. Trương Thần nói, thật ra chủ võ quán là con trai nhỏ của lão chủ quán. Nghe đến đây, Ngô Bình khá ngạc nhiên, Chu Kỳ Phu mắt thấy con trai mình bị đánh chết nhưng lại không thể trả thù, điều này chắc chắn là chuyện quá khứ không dám nhớ lại với ông ta. Mặt Chu Kỳ Phu chẳng có tác dụng gì cả, ông ta vỗ vai Ngô Bình nói, Ngô Bình, tương lai cậu vô cùng sáng lạn, nhất định phải cố gắng, đừng khiến tôi thất vọng. Ngô Bình khẽ gật đầu, lão chủ quán yên tâm. Ngô Bình tiếp tục kiểm tra các học viên trong võ quán, Tần Cự Phong nịnh nọt đi đằng sau Ngô Bình. Trước đó anh ta còn ồn ào bảo đang vội nhưng giờ thì lại ở đây. Sao anh còn chưa đi, chẳng phải rất bận sao? Ngô Bình nói. Tần Cự Phong khẽ cười nói, chủ võ quán, cậu chưa nói gì, tôi nào dám đi. Anh có thể đi, Ngô Bình thản nhiên. Tần Cự Phong xoa tay, bỗng lên tiếng, chủ võ quán, có một người tu vi tương đương tôi nhưng chiêu thức vô cùng kỳ lạ. Tôi và hắn đánh nhau 2 lần nhưng đều bị đối phương đánh ngã trong vòng 10 chiêu. Chủ võ quán, cậu có thể giúp tôi không? Ngô Bình xua tay cho học viên trước mặt lui ra, sau đó nhìn về phía Tần Cự Phong, đối phương ra đòn thế nào? Tần Cự Phong lập tức nghiêm túc, người nọ không quá cao nhưng thân pháp quỷ dị, chân xoắn trên mặt đất, người thì như bóng ma, kẻ đó luôn có thể tránh khỏi tầm nhìn của tôi, sau đó sẽ cho tôi một chiêu mạnh nhất. Ngô Bình cẩn thận hỏi vài câu, anh tới đây tấn công tôi xem. Tần Cự Phong biết Ngô Bình muốn dạy mình gì đó nên anh ta hét lớn, đánh một quyền về phía Ngô Bình, chân phải Ngô Bình lại xoắn trên đất, sau đó cậu biến mất khỏi tầm nhìn của Tần Cự Phong. Tần Cự Phong hoảng hốt, cảm thấy sau lưng lạnh toát, anh ta đã bị Ngô Bình túm lấy thắt lưng, quật ngã mạnh xuống đất. Ôi! Tần Cự Phong đau tới mức hét thảm, trên mặt lại vui vẻ, đúng rồi, là vậy đó. Ngô Bình nói, cái này gọi là xà bộ. Thật ra cũng không khó. Tần Cự Phong vội đứng lên, xà bộ là cái gì? Ngô Bình, anh từng thấy rắn bò thế nào chưa? Tần Cự Phong gật đầu, thấy rồi, dựa vào phần bụng và vảy. Ngô Bình, xà bộ là cách di chuyển bắt chước rắn, anh nhìn giày của đối phương, phần đế sẽ rất mềm, thêm nữa là mặt ngoài còn phủ thêm lớp vảy. Mượn dùng sức bật của phần bắp chân, phối hợp với bộ pháp xà bộ. Tuấn Di ra khỏi tầm nhìn của anh. Tần Cự Phong, vậy tôi phải làm gì để phá giải nó? Cũng học xà bộ à? Ngô Bình lắc đầu, võ kỹ cấp thấp thế này thì học theo làm chi? Tôi dạy anh quỷ bộ, cao minh hơn xà bộ gấp 10. Tần Cự Phong mừng rỡ, cảm ơn cậu. Anh khảo sát học viên còn lại, tôi nghỉ ngơi một chút. Tần Cự Phong vội vàng vâng dạ. Ngô Bình và Chu Kỳ Phu vừa uống trà vừa tán gẫu. Lam Linh không hiểu biết về việc tu hành nhưng cảm thấy người trong võ quán rất lợi hại, mà Ngô Bình làm chủ thì tất nhiên sẽ đáng sợ hơn. Đào Thành cười, dì út, có phải đại ca cháu mạnh lắm không? Lam Linh ngẩn ra, vài giây sau mới đáp một tiếng, nhìn Cổ Thanh Liên luyện kiếm ở phía xa, cô ta thấp giọng hỏi, Cổ Thanh Liên này là bạn gái cậu ta à? Đào Thành, không tính là bạn gái. Đại ca mới quen biết cô ta 2 ngày thôi. Lam Linh à một tiếng rồi lại hỏi, Tiểu Thành,
gì cũng muốn tập võ, có thể gia nhập võ quán không? Đào Thành cười, không vấn đề, đại ca là chủ mà, chắc chắn sẽ nể mặt cháu. Đợi trong võ quán hơn một tiếng, Cổ Thanh Liên lại nhận được điện thoại của nhà, cô ta vội vã rời đi, em trai, trong nhà có chuyện gấp, tôi phải trở về. Ngô Bình hỏi, chuyện gấp gì? Cổ Thanh Liên, bà nội tôi bệnh nặng. Ngô Bình lập tức nói, tôi về với chị, tôi biết chữa bệnh, không chừng có thể trợ giúp gì đó. Cổ Thanh Liên gật đầu. Đào Thành và Lam Linh ở lại võ quán, Ngô Bình và Cổ Thanh Liên đi về phía nhà họ Cổ. Hai người tới trước cửa, bố của Cổ Thanh Liên đã đứng chờ sẵn, ông ta tên Cổ Kiếm Nam, rất có tiếng nói ở nhà họ Cổ. Hiện tại, gia chủ nhà họ Cổ là Cổ Linh Đàm cũng là chú hai của ông ta. Cổ Kiếm Nam thấy Ngô Bình tới cùng thì trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, cậu Ngô, nếu đã đến thì vào trong ngồi chơi chút đi. Cổ Thanh Liên vội hỏi, bố, bà nội sao rồi ạ? Cổ Kiếm Nam, vào rồi nói. Ba người vào sảnh của nhà họ Cổ, thấy trong này ngồi đầy người, cậu Tô kia cũng có mặt, hơn nữa còn được nhà họ Cổ cho ngồi ghế trên. Trừ cậu Tô còn có vài kẻ không phải người nhà họ Tô đang ngồi ở những vị trí quan trọng. Hai người vào sảnh, Cổ Hồng Ngọc lạnh lùng nói, thằng danh họ Ngô, cậu thật to gan, dám giả mạo đệ tử của Đại Tông. Vẻ mặt Ngô Bình lạnh nhạt, cậu liếc nhìn mọi người, các người cho rằng tôi giả mạo. Cổ Hồng Ngọc cười lạnh, chẳng lẽ không phải. Cổ Thanh Liên biết thân phận thật của Ngô Bình, vội nói, gia chủ, cậu Ngô thật sự là đệ tử của Liên Sơn Tông, bây giờ đã là chủ võ quán ở Thế Tục. Đủ rồi, Cổ Kiếm Nam quát lạnh, con câm miệng cho bố. Cổ Thanh Liên vô cùng ấm ức, bố, những gì con nói đều là thật. Cổ Minh Châu cũng có mặt, cô ta cười một cái rồi lắc đầu, đồng thời của mỉa mai Cổ Thanh Liên, Cổ Thanh Liên, trước đó tôi nói đâu có sai nhỉ. Hai người xứng lắm đó. Nói xong cô ta đá lông nheo với cậu Tô. Cậu Tô lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Bình, trong lòng chỉ hận không thể tung trưởng đánh chết cậu, nhưng vì giữ phong độ thiếu gia của mình nên hắn ta chỉ hừ nhẹ, danh con, ai cho cậu cái gan dám trêu chọc tôi. Ngô Bình vẫn vẻ mặt giễu cợt, nói đi, các người muốn sao? Cổ Hồng Ngọc lạnh giọng nói, quỳ xuống, dập đầu xin lỗi cậu Tô. Không chừng cậu Tô sẽ tha cho cậu một mạng. Cổ Kiếm Nam đè lại bả vai Cổ Thanh Liên, kéo cô ta tới trước mặt cậu Tô, trầm giọng nói, Thanh Liên, nhận lỗi với cậu Tô đi. Cổ Thanh Liên, bố, con không có lỗi gì để nhận với hắn cả. Cậu Tô khó chịu trong lòng, chăm chú vào Cổ Thanh Liên, gằn giọng, cô tin cậu ta như vậy thì tôi sẽ vạch mặt tên này trước mặt cô rồi lấy luôn mạng chó của cậu ta. Đến lúc đó cô sẽ biết thế nào mới là công tử tiên giới chân chính. Hắn ta đứng lên, tiến về phía Ngô Bình. Ngô Bình vẫn bình tĩnh nhìn hắn ta, khi hai người chỉ cách nhau 10 bước, cậu Tô vươn tay túm một cái, bí lực trong lòng bàn tay ngưng tụ thành vuốt ưng màu nâu đồng ập về phía Ngô Bình. Cú chảo này có thể bẻ gãy sắt thép, uy lực kinh người. Đối mặt với vuốt ưng, Ngô Bình nhanh chóng niệm ra một đoạn bí chú, đỉnh đầu cậu xuất hiện một bóng mãnh hổ cao mấy mét, móng vuốt khổng lồ đánh nát vuốt ưng. Sau đó mãnh hổ nhảy lên, nhào về phía cậu Tô. Cậu Tô lập tức cảm thấy được tử vong đang uy hiếp, hắn ta quát to một tiếng, sau đó ngã ngửa ra. Nhưng mãnh hổ rất linh hoạt, nó ập xuống, đè chặt cậu Tô. Dù chưa dùng sức nhưng áp lực to lớn vẫn làm cậu Tô tái mét mặt mày và khó thở. Tất cả điếng người, cảnh cậu Tô chèn ép Ngô Bình không hề xuất hiện, ngược lại Ngô Bình thì đang dẫm đạp hắn ta trên mặt đất. Lúc mọi người đang trợn mắt há mồm, Ngô Bình đi tới, túm cậu Tô kia lên. Môi cong lên nói, anh Tô, lần trước không phải anh đã đi rồi sao, còn quay lại làm gì? Chẳng lẽ anh còn ngấp nghé bạn gái tôi? Cậu Tô cũng không ngu, hắn ta biết tình báo đã xảy ra vấn đề, thực lực của kẻ trước mặt quá mạnh, chắc chắn không phải là thân phận tầm thường. Hắn ta lập tức gượng cười, cậu Ngô, vừa rồi chúng tôi chỉ đùa thôi, sao tại hạ dám bất kính với cậu? Ngô Bình vỗ vào mặt hắn ta. Lần trước tôi tha cho anh một lần, còn đợt này là do anh tự tìm chết đấy. Cậu Tô biến sắc, run giọng, cậu Ngô bớt giận, tôi có một bảo vật muốn hiến cho cậu. Ngô Bình nhướng mày, anh còn bảo vật.
Cậu Tô gật đầu, có thể tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện không? Ngô Bình ừ một tiếng, sau đó đi đến vườn hoa đối diện đại sảnh với cậu Tô. Sau khi đến chỗ hòn non bộ, cậu Tô nói, cậu Ngô, thật ra sở dĩ tôi đến thế tục, kết thông gia với nhà họ Cổ không phải là vì chút tài nguyên đó của nhà họ Cổ. Ngô Bình nhìn hắn ta, cũng không biết có tin hay không, chỉ lạnh nhạt hỏi, thế anh muốn gì? Mắt cậu Tô phát sáng nói, một món bảo vật. Món bảo vật này có liên quan đến tổ tiên của nhà họ Cổ. Ngô Bình nhíu mày, chẳng phải anh nói anh có một món bảo vật sao? Ở đâu? Cậu Tô lấy ra một cuốn sách cổ ra, là cuốn bút ký của một người vô danh ở tiên giới để lại, ông ta mở một trang trong đó rồi đưa cho Ngô Bình xem. Trên đó có viết, 400 năm trước có một thiên tài tuyệt thế, cảnh giới thần thông có được một món chí bảo, kết quả bị cường giả đuổi giết. Thiên tài đó mang theo bảo vật chạy trốn xuống thế tục, trên đó có ghi lại thời gian và địa điểm, có lẽ là khu vực các tỉnh ở Giang Nam này. Ngô Bình, điều này chứng tỏ cái gì? Cậu Tô nói, cậu Ngô, mấy năm nay tôi đều đang nghiên cứu chuyện này, phát hiện chỉ nửa tháng sau khi thiên tài đó đi vào thế tục rồi biến mất, tổ tiên nhà họ Cổ đột nhiên từ một phu khuân vác biến thành một cao thủ tuyệt thế. Sau đó tôi nhờ người nghe ngóng tình hình của tổ tiên nhà họ Cổ, kết quả phát hiện có rất nhiều điểm khả nghi. Ngô Bình hỏi, điểm khả nghi gì? Cậu Tô, kiếm kỹ mà tổ tiên nhà họ Cổ học được không hoàn chỉnh nhưng trong đó lại có hai phần giống với kiếm kỹ mà thiên tài đó học được. Ngoài ra, tổ tiên nhà họ Cổ đột ngột chết đi khi đang định tu luyện đến cảnh giới thần thông vào năm 49 tuổi, thời điểm đó cũng rất gần với thời gian mà thiên tài đó tu luyện công pháp. Công pháp mà thiên tài đó tu luyện có một đặc điểm, đó là từ bí cảnh đến cảnh giới thần thông cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là cận kề cái chết. Ngô Bình như có điều suy nghĩ hỏi, nói nãy giờ rốt cuộc bảo vật mà thiên tài đó có được là gì? Cậu Tô, Kính Lăng Thiên. Kính Lăng Thiên này có tác dụng gì? Cậu Tô, Kính Lăng Thiên là một món chí bảo, nghe đồn chỉ cần đối mặt với Kính Lăng Thiên tu luyện thì tự nó có thể sửa lại tất cả khuyết điểm trong công pháp để trở nên hoàn hảo. Ngô Bình ngạc nhiên nói, còn có bảo vật như vậy à? Cậu Tô, Kính Lăng Thiên đã từng tạo ra mấy mươi vị thiên tài tuyệt thế. Nhưng bảo vật này rất dễ thấy, rất nhiều người có được nó nhưng không giữ được nó. Ngô Bình, anh từng tiếp xúc với nhà họ Cổ, người nhà họ Cổ biết chuyện này không? Cậu Tô lắc đầu, dĩ nhiên là tôi không thể nói với họ, thậm chí tôi còn không nói với sư phụ của mình. Ngô Bình chỉ vào mi tâm cậu Tô, niệm một đoạn bí chú, đầu óc hắn ta trống rỗng. Lúc này tất cả ký ức về Kính Lăng Thiên trong đầu hắn ta đều bị xóa sạch. Đến khi cậu Tô mở mắt ra, hơi ngờ vực nhìn Ngô Bình nói, cậu Ngô, vừa rồi tôi làm sao thế? Ngô Bình vỗ vai hắn ta, cười nói, anh chẳng làm sao cả, có lẽ là ngẩn người thôi. Anh Tô, anh về trước đi. Cậu Tô chắp tay lại, được rồi, tạm biệt cậu Ngô. Sau khi người này đi rồi, Ngô Bình lại quay về đại sảnh. Bầu không khí cực kỳ gượng gạo, gia chủ Cổ Linh Đàm hắng giọng, bước lên trước cung kính nói, cậu Ngô, lúc trước. Ngô Bình sầm mặt nói, người nhà họ Cổ các ông thú vị thật, thế mà lại mời cậu Tô xuất thân từ tông môn thấp kém đến đối phó với đệ tử đại tông là tôi. Sắc mặt Cổ Kiếm Nam khó coi, ông ta vội đụng vào Cổ Thanh Liên bên cạnh ra giấu. Cổ Thanh Liên cũng cảm thấy mất mặt, cô ta bước đến trước kéo nhẹ góc áo Ngô Bình. Chuyện hôm nay là do nhà họ Cổ không tốt, cậu thông cảm cho họ đi. Ngô Bình lạnh nhạt nói, Thanh Liên, tôi nể mặt chị nên mới không so đo với họ. Cổ Linh Đàm thở phào, vội vàng mời Ngô Bình ngồi xuống. Nhà họ Cổ hết lần này đến lần khác đều vô lễ với Ngô Bình, Cổ Linh Đàm cũng cảm thấy ngượng. Ông ta nói, cậu Ngô, mọi chuyện đều là lỗi của bọn tôi, cậu đừng tức giận. Ngô Bình nói, trước tiên không nói đến chuyện này nữa. Tôi nghe người khác nói tổ tiên nhà họ Cổ từng có được một món bảo vật, mọi người có biết chuyện này không? Cổ Linh Đàm hơi biến sắc, đáp đúng là tổ tiên từng có một món bảo vật, tiếc là sau đó món bảo vật đó bị mất, không rõ tung tích. Ngô Bình, bị mất. Cổ Linh Đàm sợ Ngô Bình không tin vội nói, sự thật là thế, món đồ đó đã không còn nữa. Ngô Bình suy ngẫm trong chốc lát rồi hỏi, tổ tiên các ông có phải chết đột ngột trong lúc đang đột phá cảnh giới thần thông không?
Cổ Linh Đàm gật đầu, đúng thế, trước đó tổ tiên tu luyện vẫn luôn rất thuận lợi, nhưng lúc đột phá cảnh giới thần thông thì đột nhiên xảy ra việc ngoài ý muốn. Ngô Bình cảm thấy Cổ Linh Đàm trả lời không thành thật, cậu nói, tôi đã nói chuyện với Thanh Liên, thật ra truyền thừa của nhà họ cổ ông không hoàn chỉnh. Cổ Linh Đàm run lên, vội gật đầu, đúng thế, truyền thừa mà tổ tiên để lại quá mức huyền diệu, đời sau này của chúng tôi không thể lĩnh hội được hết nên đều học không trọn vẹn. Ngô Bình suy ngẫm, rồi nói, không chừng tôi có thể giúp các ông. Mắt Cổ Linh Đàm sáng lên, ý cậu là. Ngô Bình, truyền thừa của nhà họ cổ các ông ở đâu, lấy cho tôi xem đi. Cổ Linh Đàm mừng rỡ, lập tức nói, mời cậu đi theo tôi. Cổ Linh Đàm không lo việc Ngô Bình sẽ học lỏm được truyền thừa của nhà họ cổ, dù truyền thừa của nhà họ cổ có lợi hại đến đâu thì cũng không thể tốt hơn truyền thừa của tông môn hạng nhất, vì thế ông ta cảm thấy rất vui khi Ngô Bình có thể giúp ông ta giải mã được truyền thừa mà tổ tiên để lại. Ngô Bình và Cổ Thanh Liên được Cổ Linh Đàm dẫn đến một đại điện bằng đá không cao lớn lắm. Ánh sáng trong đại điện hơi tối, giữa điện có một tấm bia đồng cực lớn, trên đó khắc hàng vạn chữ nhỏ. Cổ Linh Đàm, cậu Ngô, đây là truyền thừa mà tổ tiên để lại. Ngô Bình hỏi, chắc là ông từng đọc truyền thừa này rồi, không biết ông lĩnh hội được mấy phần, cậu hỏi. Cổ Linh Đàm cười khổ nói, thật là hổ thẹn, tôi chỉ lĩnh hội được một phần rưỡi. Ngô Bình đứng trước tấm bia đồng, hàng vạn văn tự nhanh chóng bay vào trong đầu cậu. Cậu gần như không cần nghĩ ngợi, ý nghĩa mà những văn tự này muốn biểu đạt xâm nhập vào ý thức của cậu từ một nơi bí ẩn. Một lúc sau, cậu hoàn toàn lĩnh hội được nội dung ghi trên tấm bia đồng và một thông tin ẩn chứa trong đó, trong thông tin này có ghi lại này vị trí cất giữ bảo vật. Ngô Bình không đổi sắc nói, được rồi, tôi cần tìm một nơi để lĩnh hội nội dung trên bia đồng. Cổ Linh Đàm vội nói, được. Sau khi rời khỏi đại điện, Ngô Bình bỗng bay lên không trung, cậu nhìn về hướng mặt trời, sau đó ánh mắt nhìn đến một đỉnh núi ở phía xa. Cậu tính toán một lúc rồi chỉ vào một sân nhỏ tinh xảo, tôi sẽ lĩnh hội ở đây. Cổ Linh Đàm cười nói, nơi này là nơi trồng hoa của tổ tiên vào năm đó, điều kiện rất tốt. Đến khu này rồi, Cổ Linh Đàm bèn rời đi, Cổ Thanh Liên bị Ngô Bình giữ lại. Cổ Thanh Liên tò mò hỏi, cậu thật sự lĩnh hội được truyền thừa của nhà họ cổ sao? Ngô Bình gật đầu, cậu nói, chị Thanh Liên à, tôi không thể giấu chị, theo suy đoán của tôi, bảo vật của tổ tiên nhà họ cổ các chị chắc được giấu trong sân nhỏ này. Cổ Thanh Liên vô cùng kinh ngạc, bảo bối của tổ tiên tôi nằm ở đây sao? Ngô Bình, ừ, tôi sắp tìm ra nó. Cổ Thanh Liên chớp mắt, em trai. Nếu như cậu có thể tìm thấy thì bảo bối đó sẽ thuộc về cậu. Ngô Bình cười, nói chị làm như vậy chẳng phải sẽ khiến nhà họ cổ thiệt thòi sao? Cổ Thanh Liên bình thản đáp, không phải ai cũng có thể nắm giữ bảo bối tốt, bảo bối trong tay người có duyên sẽ có ích, còn trong tay người không duyên thì chỉ khiến họ rước họa vào thân. Hơn nữa, nếu bảo bối này thật sự có thể giúp được người đời sau thì tổ tiên đã giao nó cho con cháu của mình từ lâu rồi. Việc gì phải cố tình giấu ở đây chứ? Ngô Bình cười, nói chị thật thông minh, hiểu được bản chất rất nhanh. Không sai, nếu như thứ này được giữ ở nhà họ cổ mà nhà họ cổ lại không đủ sức giữ nó thì nó sẽ là vật không may mắn. Cổ Thanh Liên, em trai, tìm đồ trước đã. Ngô Bình đi một vòng quanh sân, cuối cùng đo bằng bước chân và nhanh chóng đến mảnh đất phía đông sân. Cậu lấy một cái xẻng ở bên cạnh rồi bắt đầu đào. Cậu đào được tầm 10 mét thì tìm thấy một túi đồ bằng da thú. Da thú đó rất kỳ quái, có thể ngăn cách thần niệm không thể nào phát hiện ra nó. Cậu mở tấm da thú ra thì thấy bên trong có một tấm kính màu tím với một mặt nhẵn và một mặt khác đầy tiên phù. Ngô Bình không quan sát kỹ mà cất tấm kính vào huy hiệu ngay, sau đó nhanh chóng lấp đất lại, dẫm chặt. Cổ Thanh Liên khẽ hỏi, em trai, thứ lúc nãy là... Ngô Bình, ừ, đó là kính lăng thiên, là một bảo vật cực kỳ có giá trị. Cổ Thanh Liên cười, nói, hy vọng nó có thể giúp ích cho cậu. Ngô Bình, chị, tôi đã lĩnh hội được truyền thừa của tổ tiên nhà chị, bây giờ tôi sẽ dạy nó cho chị. Sau đó, cậu thi triển bí chú tâm truyền thụ hết những gì mình lĩnh hội được cho Cổ Thanh Liên.
Cổ Thanh Liên nhanh chóng nhận được toàn bộ truyền thừa của tổ tiên nhà họ Cổ, cô ta vừa bất ngờ vừa vui mừng, thì ra truyền thừa của tổ tiên lại mạnh đến thế, những gì tôi học được trước đây nhiều lắm cũng chỉ được 2-3% thôi. Ngô Bình cười, nói chị Thanh Liên, chị cố gắng tu luyện, nắm được những thứ này trước đã. Cổ Thanh Liên, vậy tôi có thể truyền thụ nó cho những người khác của nhà họ Cổ không? Ngô Bình, đương nhiên là được rồi, có điều, tôi khuyên chị nên dạy họ từng chút một, năm thứ nhất dạy họ một phần trước rồi sau đó từ từ tăng dần độ khó. Cổ Thanh Liên như hiểu ra được điều gì, gật đầu, đáp, tôi hiểu. Ngô Bình, vậy tôi về võ quán trước đây, vẫn còn một số chuyện cần xử lý. Cổ Thanh Liên, ừ. Sau đó, cậu lại gặp Cổ Linh Đàm, nói với ông ta là cậu đã dạy những gì mình lĩnh hội được cho Cổ Thanh Liên. Vì vậy, cậu vừa đi khỏi thì Cổ Linh Đàm liền hỏi Cổ Thanh Liên đã học được gì. Từ đó về sau, địa vị của Cổ Thanh Liên ở nhà họ Cổ cũng ngày một cao, đến cả Cổ Linh Đàm cũng phải khách sáo với cô ta. Cuộc thi sát hạch ở võ quán vẫn đang diễn ra, Ngô Bình chủ trì nửa phần sau của cuộc thi. Khi cuộc thi kết thúc, tối đó cậu ngủ lại võ quán. Cậu là chủ võ quán này rồi nên có khu nhà của riêng mình, bày trí rất tinh tế, chiếm diện tích khoảng hơn 500 mét vuông với một tòa nhà 3 tầng, không gian rất yên tĩnh. Đào Thành và Lam Linh cũng không đi, tối đó họ ngủ lại ở khu nhà của Ngô Bình. Tối đó, lúc đêm khuya thanh vắng, Ngô Bình lấy kính lăng thiên ra, lúc cậu truyền bí lực vào trong thì kính lăng thiên liền phát ra ánh sáng màu lam, bay lên trời cao, một luồng ánh sáng vàng chiếu xuống, bao phủ lấy Ngô Bình. Bên trong luồng ánh sáng vàng đó, Ngô Bình dùng bí chú làm gốc, bắt đầu lĩnh hội và tu luyện bí kỹ. Bí kỹ là sự kết hợp tinh thần giữa bí lực và cơ thể, từ đó tạo ra một số tuyệt chiêu giết người, cũng có thể xem như là một loại võ kỹ. Ngô Bình luyện hóa rất nhiều loại bí lực, lúc này cậu chọn 50 loại bí lực, lần lượt dung hợp chúng vào cơ thể, tạo ra bí kỹ đầu tiên. Lúc cậu suy ngẫm về bí kỹ thì trong đầu tự nhiên xuất hiện rất nhiều suy nghĩ mới lạ. Cậu lần lượt thử từng cái một. Cậu nhanh chóng thi triển loại bí kỹ kết hợp từ 5 loại bí lực. Trong ánh sáng vàng, cơ thể cậu biến thành một vệt sáng cong như nửa vầng trăng, nhấp nháy 7 lần, mỗi lần nhấp nháy là một lần tuyệt sát. Có điều, dưới ánh sáng vàng của kính lăng thiên, sơ hở và khuyết điểm của bí kỹ này đều lộ ra hết. Trong ánh sáng vàng, một bóng người giống hệt cậu xuất hiện. Lần đầu tiên thì lặp lại động tác của cậu nhưng đến lần thứ hai thì lại bắt đầu điều chỉnh bí kỹ. Sau đó, kính lăng thiên tiếp tục thực hiện lần điều chỉnh thứ ba, rồi thứ tư. Sau 7 lần điều chỉnh, bí kỹ mới đã đạt đến mức hoàn hảo tối đa. Ngô Bình nhìn bí kỹ sau khi được điều chỉnh rồi thử thi triển nó. Bí kỹ đó vừa được thi triển thì xung quanh liền xuất hiện 12 tia sáng ánh trăng là sát quang. Rồi ngưng tụ thành một sát trận với uy lực ít nhất cũng gấp 3 lần trước đó, hơn nữa còn không có sơ hở, cực kỳ hoàn hảo. Bí kỹ này được Ngô Bình đặt tên là 24 kiểu minh nguyệt. Cậu ngưng thần tu luyện, chớp mắt thì trời đã sáng. Cậu vừa nghỉ ngơi một lát thì có người gõ cửa. Đào Thành ra mở cửa thì thấy Tần Cự Phong đang đứng bên ngoài, anh ta lớn tiếng hét, chủ võ quán, tôi có chuyện cần báo. Giọng Ngô Bình truyền đến từ phía xa, vào đây. Tần Cự Phong bước vào trong với vẻ mặt nặng nề, khi gặp Ngô Bình thì nói, chủ võ quán, hôm nay sẽ có cao thủ đến phá đám. Ngô Bình hơi bất ngờ, tôi mới làm chủ võ quán hôm qua mà hôm nay đã có người đến phá, trùng hợp quá rồi đấy. Tần Cự Phong, chủ võ quán, tôi đã thăm dò người đến phá đám là một huấn luyện viên huy chương vàng của võ trường 2 giây của tỉnh, Ken Kamiya. Ngô Bình, người Phù Tang. Tần Cự Phong gật đầu, không sai, là người Phù Tang. Hơn nữa, dạo gần đây người của võ trường 2 giây có sức ảnh hưởng trong nước càng lúc càng lớn, thậm chí còn chiêu mộ không ít nhân tài trẻ trong nước gia nhập. Phải rồi, Ken Kamiya này là đồng môn với người đánh chết con trai chủ võ quán tiền nhiệm. Ngô Bình, vậy thì đúng rồi. Tần Cự Phong, nhất định chủ võ quán phải cẩn thận. Mặc dù thực lực của cậu mạnh nhưng thực lực của Ken Kamiya cũng không phải yếu, tôi từng thấy anh ta đánh nhau, kiếm kỹ của người này cao siêu, thậm chí tôi còn không nhìn rõ được anh ta đã rút kiếm như thế nào nữa. Ngô Bình, ồ, anh không nhìn rõ anh ta rút kiếm sao?
Tần Cự Phong, Ken Kamiya từng tu luyện rút kiếm thuật, ngày nào cũng phải luyện 30.000 lần động tác rút kiếm. Ngô Bình nhích mày, mỗi ngày 30.000 lần. Dù mỗi động tác mất một giây thì mỗi ngày cũng phải luyện đến 10 tiếng đồng hồ. Tần Cự Phong, vì vậy rút kiếm thuật của anh ta rất đáng sợ, lúc xuất kiếm là lúc kẻ địch mất mạng. Ngô Bình cười lạnh lùng, nếu anh ta dám đến thì tôi sẽ cho anh ta biết cái gì mới là rút kiếm thật sự. Tần Cự Phong ngây ra, chủ võ quán, cậu muốn dùng rút kiếm thuật để đối phó với anh ta sao? Ngô Bình bình thản nói, tôi phải đánh bại anh ta bằng thứ mà anh ta giỏi nhất. Hai mắt Tần Cự Phong sáng lên, anh ta nói, hay lắm, phải dạy cho đám người đó một bài học nhớ đời. Ngô Bình hỏi anh ta, võ trường 2 giây có bao nhiêu học viên? Dạy thứ gì? Tần Cự Phong, quy mô rất lớn, có hơn 12.000 học viên học trực tiếp và 1 triệu người học trực tuyến. Chỉ có những người được bồi dưỡng trực tuyến đáp ứng đủ tiêu chuẩn mới có tư cách trở thành học viên trực tiếp. Võ trường 2 giây truyền thụ 3 loại võ học là kiếm đạo, Iaido và Judo. Ngô Bình nghe thấy số lượng học viên của đối phương xong thì cảm thấy hơi ngưỡng mộ, cậu lại hỏi, học viên trực tuyến có cần đóng phí không? Tần Cự Phong, đương nhiên là cần rồi, mỗi năm hội viên cần nộp 18.000 tệ, với hơn 1.800.000 học viên thì phí hội viên hàng năm đạt hơn 30 tỷ. Học phí của học viên học trực tiếp thì còn đắt hơn, mỗi người mỗi năm phải nộp ít nhất 300.000, hơn nữa học càng cao thì càng phải nộp nhiều tiền. Ngô Bình nghe xong thì trầm ngâm rồi nói, Liên Sơn võ quán của chúng ta có lịch sử lâu đời, không thể nào bị võ trường 2 giây vượt mặt, chúng ta có qua có lại, ngày mai tôi sẽ đến giải quyết võ trường 2 giây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 179.